Chương 1540, chất vấn. Sau 3 ngày, người đứng chỗ cao nhất là người thứ nhất của lần này. Lâu dài tới nay, mọi người luôn rất tò mò, nếu như có thể trèo đỉnh, lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào, hoặc là nói, có thể được khen thưởng trước nay chưa từng có hay không. Đáng tiếc, xưa nay chưa từng có ai thành công. Bác Hoàng cùng Thạch Hoàng lại đang thay phiên nói, hiện tại bọn họ đã đi tới độ cao 800 trượng, cách đỉnh gốc đã không xa. Điều này cũng ý nghĩa, bọn họ đồng minh sắp kết thúc. Có người đến nhiếp thiên thành đột nhiên nói, nhìn lại phía trước, lộ ra sát khí hừng hực. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nhưng đưa tay rũi một cái, chặn nhiếp thiên thành nói. Đây là bằng hữu của ta, nhóm 5 người đối diện, trong đó có bốn người hắn nhận thức. Vô diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh cùng Vân Nữ, Lăng Huynh, bốn người đối diện dồn dập bắt chuyện. Lăng Hàn gật gù, cũng bắt chuyện với bọn họ, 5 người bọn họ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng không chịu nổi có Dương Lâm ở đây a à hắn được xưng thiên địa sủng nhi, ra ngoài liền có thể nhặt được thánh khí. Bởi vậy, bọn họ dọc theo đường đi tao ngộ cơ bản đều là cá nhỏ, lại thuận thuận lợi lợi bò đến độ cao này. Lăng Hàn cảm thấy bọn họ đi tới ngàn trượng, liền không muốn lên trên nữa, thứ nhất còn có thể duy trì trạng thái tổ đội, có thể bảo vệ nhau, thứ hai cũng tránh khỏi cùng vương giả đỉnh cấp va chạm. Chờ đến ba ngày hết, bọn họ lên một nấc thang, liền có thể được thiên địa phúc vận, ngược lại phù thạch có phạm vi hoạt động trên dưới hai trường tính chính xác chút là được nhiếp thiên thành cực kỳ không thích lang hàn lại dám ngăn cản mình hắn con mẹ nó bọn họ là tranh cướp cơ duyên không phải là để ngươi đến ôn chuyện ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm nhưng nghĩ tới kế hoạch lúc trước liền mạnh mẽ nhấn xuống đợi phá tan độ cao của thung lũng lại đánh lang hàn xuống cốc làm cho đối phương lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục đây mới làm cho người tuyệt vọng nhất lang huynh quay đầu lại sẽ tâm sự vô diện cười nói từ khi hắn có mặt vẻ mặt cũng biến thành phong phú lên được, Lăng Hàn gật đầu, lúc này đoàn người Dương Lâm mới thôi thúc phù thạch rời đi, bởi vì mọi người đều nhọc nhằn khổ sở mới đạt đến độ cao này, hiện tại những đội ngũ này thực lực đều rất mạnh, bình thường sẽ không dễ dàng khai chiến. Dù cho là cổ đạo nhất cũng không dám cuồng ngôn có thể quét ngang tất cả cường giả nơi này, tu vi bị cắt đến cùng một cấp độ, tranh lệch quá nhỏ, một đấu một vạn tuyệt đối là chết rất nhanh. Tuy nhiên có người ngoại lệ, phải nói là có con chó ngoại lệ, đại hắc cầu xuất hiện, nó đương nhiên không thể tìm được người tổ đội, ai muốn cùng nó tổ đội, không nói bị con đại hắc cầu này cắn mông, chỉ là bị ánh mắt của vạn người nhìn chăm chú cũng chịu không nổi. Phong cách chiến đấu của nó cực kỳ đơn giản, chính là va người, va chúng, đối phương tất nhiên từ trên phù thạch té xuống. Thể phách của đại hắc cầu mạnh mẽ, còn có đặc tính không nhìn nguyên lực, mới để nó như cá gặp nước. Nhưng nó lại miệng tiện, thắng liền thắng, nó còn muốn cắn người, cắn người không tính, nó còn trào phúng, để người phía dưới đều tức điên, nếu trong cốc có thể phi hành hiện tại khẳng định có mấy vạn người truy sát về phía đại hắc cẩu. Thực sự là chó sinh cô quạnh như tuyết, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cẩu ra lợi hại như thế, thật là không tốt. Đại hắc cầu đứng ở trên phù thạch, một bộ chỉ điểm giang sơn. Người ở phía trên, cẩu ra đến rồi, đều tới làm nhân sủng cho cẩu ra đi. Một câu nói, đắc tội tất cả mọi người rồi, ngay cả cổ đạo nhất cũng híp mắt lại, ánh mắt từ trên người loạn tinh nữ hoàng rời đi, nhìn đại hắc cầu vài lần. Hắn đã từng sống cửu thế, tuy từng đời rất ngắn ngủi, nhưng dù gì cũng có hơn trăm vạn năm. Ở trong thời gian lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện đại hắc cầu có chỗ khác thường, nhưng sau cửu thế, thật giống như đại hắc cầu cũng được cơ duyên lớn, thần kỳ đến để hắn cũng hơi kinh ngạc. Nhưng quá tiện, cổ đạo nhất là tuyệt không cho phép một con chó hoang như vậy theo mình, hắn phải đánh vào tiên vực, thành tựu vô thượng chính quả, nhưng bên người theo một con chó hoang khắp nơi kéo cửu hật, hắn không chết nhanh mới là lạ. Dù sao, ở tiên vực hắn hoàn toàn không xưng được cường giả, hơn nữa cửu thế tiên thai dĩ nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng lấy tiên vực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chất mạnh mẽ có thể sánh ngang cửu thế tiên thai. Hắn chỉ có thể coi là hàng ngũ thể chất mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Không cần để ý tới, mau chóng giết tới đỉnh cao." Cổ đạo nhất nói, hắn đưa mắt nhìn phù thạch màu vàng ở trên bầu trời, trong lòng có loại cảm giác, nếu như hắn có thể trèo lên đỉnh, có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể làm cho tiên nhân như hắn có cảm ứng như vậy, hắn tự nhiên là nhất định phải lấy được sau hòa bình ngắn ngủi, đại chiến lần thứ hai bạo phát. Một chi đội ngũ 12 người hung hãn giết tới, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa giết ra, nhưng cho dù bọn họ lấy ra bảo khí cũng không cách nào đạt được thượng phong, trái lại bị tàn nhẫn áp chế, dù sao đối thủ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa nhân số chiếm ưu thế, tuyệt không phải hai người bọn họ có khả năng chống đối. Bác Hoàng cùng Thạch Hoàng vội vã tiến lên, dù như vậy, bọn họ vẫn ở thế hạ phong. Vũ Hoàng ngứa tay, trong một tiếng hét dài, tương tự gia nhập chiến đấu. Nhìn hai đồ đệ nóng lòng muốn thử, Lang Hàn cười gật gù, Đinh Bình cùng cửu yêu cũng giết ra. Đinh Bình là đại biểu cực cảnh của lực, cảnh giới tương đồng, ai cũng không thể cùng hắn đấu sức, hắn đấm ra một quyền, lực lượng trầm trọng nghiền ép, so với vương giả cấp 3 còn cường đại hơn chỉ ít một tinh. Cửu yêu đi con đường quỷ dị, chín thần văn trên cánh tay phát sáng, hóa thành chín yêu thú mạnh mẽ, mỗi một con đều có thực lực tương đương hắn, 10 cái liên thủ, tương đương với tăng lên một tinh sức chiến đấu. Mới nhìn, cái này không lợi hại bằng đinh bình, nhưng chín yêu thú đều là nhân vật không chết, hơn nữa bản thân cửu yêu cũng có thể biến ảo thành vụ thái, sức phòng ngự mạnh không phải đinh bình có khả năng so sánh, vì lẽ đó muốn nói hai người người nào càng mạnh hơn, chỉ từ lực lượng, tu vi là không thể dễ dàng chắc chắn. Có điều, ở trong trầm uyên cốc chiến đấu, hiển nhiên lực công kích càng cao càng chiếm ưu thế, bởi vì người phòng ngự cao đến đâu cũng rất khó che trở đến phủ thạch dưới bàn chân chương 1541, giai đoạn thứ nhất kết thúc. Nhìn Lăng Hàn đi, hắn có thể đứng mặc cho hết thảy vương giả trong cốc oanh kích, bảo đảm ngay cả ra cũng sẽ không rách, nhưng tảng đá dưới chân liền không thể bảo đảm. Vũ Hoàng đi là con đường bá đạo, hắn căn bản không đặt mục tiêu ở dưới chân đối phương, mà nhắm người oanh, oanh người thất bại, tảng đá tự nhiên cũng quy về hắn. Chỉ là đây nhất định khó hơn gấp mấy lần, nhưng Vũ Hoàng cực kỳ tùy hứng. Điều này làm cho nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa đều cực kỳ bất mãn, chỉ là hiện tại bọn hắn đều không còn dư sức, căn bản vô pháp biểu đạt. Tự nhiên, thiên phượng thần nữ cũng gia nhập chiến đấu, vô tương thánh nhân tự trọng thân phận, tự nhiên xem thường cùng những tiểu bối này đánh, lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng thống lĩnh toàn cục, vạn nhất ai xuất hiện tình huống nguy hiểm liền có thể trợ giúp. Nhưng điều này cũng được rồi, tuy nhân số tham chiến ít, nhưng thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, vũ hoàng dẫn đầu phát huy, đánh đối thủ của hắn xuống phủ thạch, chỗ hồng vừa mở ra, những người còn lại liền binh bại như núi đổ, bị thua, phù thạch bị đánh nát, tác thành đám người lăng hàn. Chỉ là cho dù đánh bại đối thủ mạnh như vậy, bọn họ cũng mới lên trên ba trượng, bởi vậy có thể thấy được, tiến vào giai đoạn thứ hai, muốn tăng lên trên trăm trượng khó khăn dường nào. Cái này không phải là muốn đánh bại 30, 50 người, mà là một lũy thừa cấp. Bởi vì ngươi muốn đánh bại đối thủ, cũng phải dẫm nhiều thi thể bò lên, tuy phía dưới sẽ có cuồn cuộn không ngừng người tới, nhưng chỉ có ba ngày, khó. Vô số năm qua, không có một người có thể đăng lâm phù thạch màu vàng, liền có thể thấy được chút ít. Hừ, hai người các ngươi chiêu bài thật lớn a, à, những người khác đều ra tay, vì sao hai người các ngươi không nhúc nhích? Sau khi chiến đấu kết thúc, Nhiếp Thiên Thành lập tức nhìn Lăng Hàn cùng Vô Tương Thánh Nhân khởi sướng bão tố. Đinh Bình cùng Cửu Yêu lập tức vượt ngang một bước, đứng ở trước mặt Lăng Hàn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Thành. Thứ nhất chiến đấu đã giải quyết, thứ hai, điều này cần sư phụ ta tự mình ra tay sao? Bọn họ ngạo nhiên nói, nhiếp thiên thành nhất thời tức điên múi, lăng hàn cũng quá ngông cuồng, lại chỉ dùng hai đồ đệ đến đuổi mình. Hắn rõ ràng nhìn ra tu vi của hai người này vừa bước vào tinh thần cảnh, đặt ở ngoại giới hắn một tay liền có thể chấn áp, nhưng ở đây. Ha ha, dù cho hắn có chuẩn thánh khí ở trong tay, cũng không nắm chắc, dù sao vừa nãy gặp qua thực lực của hai người này, lấy một địch hai, hắn thật không có phần thắng. Đan kinh nghĩa cùng nhiếp thiên thành đứng chung một chỗ nói mọi người cùng nhau ra tay không phải có thể càng nhanh hơn giải quyết chiến đấu sao không nên quên chúng ta là một đoàn đội phải lấy đại cục làm trọng đinh bình cùng cửu yêu còn muốn nói cái gì nữa nhưng lăng hàn vỗ vỗ vai của bọn họ nói được lấy đại cục làm trọng lần sau chiến đấu ta ra tay là được đan kinh nghĩa cùng nhiếp thiên thành nhìn nhau một cái có một loại khoái ý khi âm mưu thực hiện được bọn họ muốn nhằm vào lăng hàn tất nhiên cần phải hiểu rõ thực lực của lăng hàn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa, hai đồ đệ đều hùng hổ như thế, làm sư phụ sẽ đơn giản sao? Hai người cũng không muốn đẩy mình xuống hố, nếu Lăng Hàn quá mạnh mẽ, bọn họ sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Lăng Hàn cười nhạt, hắn nhìn ra tâm tư của hai người này thanh thanh sở sở. Sau đó thời điểm chiến đấu, Lăng Hàn quả nhiên ra tay, tùy ý vung động, kiếm khí ngang dọc, có thể coi là không tệ, nhưng muốn nói hắn có địa phương là kỳ gì, lại nhìn không ra. Vô tương thánh nhân ngứa tay, cũng không nhịn được gia nhập chiến đấu, nhưng hắn không hề dùng khí tức thánh nhân, đây là đòn sát thủ, không tới thời khắc mấu chốt là không thể dùng. Chỉ có loạn tinh nữ hoàng vẫn không ra tay, nhưng nàng phong hoa tuyệt đại, khiến người người ái mộ, ai sẽ đi trách nàng chứ? 800 trượng, 900 trượng, 990 trượng. Đến độ cao này, đội ngũ càng thêm ít ỏi, chỉ có chừng trăm đội mà thôi. Đừng xem chỉ còn dư lại 10 trượng cuối cùng, trên lý thuyết mà nói, chỉ có 5, 6 đội ngũ có thể giết tới đỉnh. Mọi người càng thêm thận trọng, chừng trăm chi đội ngũ đều từ trong thiên quân vạn mã giết ra, chi nào không có thực lực mạnh mẽ. Vạn nhất đụng phải cường địch, vậy liền rơi xuống đáy vực, lại từng bước một giết tới. Giết, dừng lại ngắn ngủi, loạn chiến lần thứ hai triển khai. Đám người Lăng Hàn cuối cùng gặp phải một chi đội ngũ mạnh mẽ, dưới tình huống loạn tinh nữ hoàng không ra tay, Lăng Hàn không toàn lực ứng phó, song phương đánh cho vô cùng rằng co, gần nửa ngày mới rốt cục phân ra thắng bại. Đối phương bại, đội ngũ của Lăng Hàn tăng lên bậc một, mà nhìn lại, hai chi đội ngũ của cổ đạo nhất cũng đã đi lên trên một cách, cho thấy lực chiến đấu của bọn họ càng mạnh mẽ. Mà lúc này, đội ngũ của vương giả đỉnh cấp cuối cùng bộc lộ tài năng. Tử thần phong, bác hoàng nhìn về phía xa xa, là một đội bảy người, thanh niên ở giữa có bộ tóc màu tím phiêu giật, trên đầu dài ra một đôi sừng, nhìn không ra cái gì, nhưng không ảnh hưởng khuôn mặt anh Tuấn của hắn chút nào. Mấy ngàn năm trước, ta cùng hắn từng giao thủ, một chiêu tức bại. Lăng Hàn gật gù nói, hắn tu ra tinh thần cực cảnh, nếu tu vi tương đương, bất luận người nào cũng không thể một chiêu đánh bại Bắc Hoàng. Long Hương Nguyệt, Nhiếp Thiên Thành nhìn về một nơi khác, con người co rút lại, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Đó là một nữ tử vóc người khiến người rất động lòng, khoác lớp vải màu vàng óng, đeo mũ giáp đầu rồng, mái tóc bàn ở trong mũ giáp, mơ hồ có thể thấy được, nàng anh khí bừng bừng, tỏa ra sinh cơ cùng sức sống kinh người, phảng phất như một chân long hình người, tinh lực quá kinh người. Một mình nàng một kiếm, lại không có tổ đội, cũng không có thị vệ, có vẻ phong cách độc lập. Thiên hạ đệ nhị, đan kinh nghĩa kinh ngạc thốt lên, đó là một vị vương giả cấp 3, đứng ở đỉnh cao trong các thiên kiêu. lang Hàn nhìn sang, thiên hạ đệ nhị tuyệt không xưng được Mỹ Nam Tử, nhưng vóc người cao to, cao hơn người bình thường một cái đầu, vóc người khỏe mạnh, da rẻ ngăm đen, trên cánh tay có lông dày đặc, trên mặt tất cả đều là dâu mép, mới nhìn, như là một con hắc hùng. Chỉ từ dáng dấp đến xem, người này căn bản không có một chút xíu phong thái của cao thủ, không phiêu giật, không linh động, đi trên đường cái, ai cũng cho rằng hắn là phố phường vô lại. chương 1542, Người Đại Vương Giả Thượng Nhưng đây chính là một vị vương giả đỉnh cấp, danh tự thiên hạ đệ nhị này liền có thể nói rõ tất cả. Thiên hạ đệ nhị cũng không phải một người, mà mang theo một nhánh đội ngũ, nhưng ngoài ý muốn chính là, đội ngũ của hắn tất cả đều là đội quân tóc dài oanh oanh yến yến, hơn nữa mỗi người xinh đẹp như hoa, để hắn có vẻ hoàn toàn không hợp, không nói hoa tươi cắm vào bãi phân châu, vậy cũng là mỹ nữ cùng dã thú a. Tại sao không có loạn tinh nữ hoàng? Thạch Hoàng lẩm bẩm nói, hắn chưa từng thấy nữ hoàng, mấy người lăng hàn cũng không có giới thiệu, bởi vậy hắn còn đang tìm, nhưng người nào cũng không phù hợp đồn đại. Bao nhiêu bắc hoàng, nhiếp thiên thành cũng tìm, nhưng tương tự mặt đầy mờ mịt, đây là dưới đèn tối nhất, làm sao cũng không có đi hoài nghi, kỳ thực loạn tinh nữ hoàng ở trước mặt bọn họ. Vèo, Long Hương Nguyệt là người đầu tiên ra tay, nàng giết tới một đội ngũ 12 người, chỉ cần chiến bại bọn họ, vậy một hơi bắt được 12 khối phủ thạch, nàng có thể lập tức trèo đỉnh. Hừ, coi như ngươi là vương giả cấp 3, nhưng lấy một địch nhiều người, cũng không có khả năng thắng. Chi đội ngũ này phấn khởi phản kích, mỗi người đều là vương giả cấp 2, hơn nữa trong tay nắm bảo khí mạnh mẽ, có chút thậm chí không thua cành đào của nhiếp thiên thành, lục nguyên sơn của đan kinh nghĩa. Long Hương Nguyệt xuất kiếm, một kiếm chém ra, như thiên ngoại phi tiên, tỏa ra khí kỳ ảo vô tận. Nàng cực kỳ hung hăng, từ chính diện giết vào, phải giáp trên người phát sáng, mũ giáp thật giống như sống lại, hóa thành một đầu rồng thực sự, nó gầm thét lên, long uy giật đáng, cho dù là vương giả đỉnh cấp cũng cảm giác được áp lực. Chân long, thành niên chính là sáng thế cảnh, là huyết mạch mạnh mẽ nhất thần giới. Một người một kiếm, cực kỳ hung hăng, giết đội ngũ 12 người này đến không còn manh giáp. Nàng hung hăng cướp đoạt 12 khối phủ thạch, thân hình lập tức phù thăng, dẫn đầu phá tan đỉnh chóp thung lũng. Nhất thời, trên phù thạch màu vàng xuất hiện một đồng hồ cát, đồng thời có cát vàng đang lưu động. Có người phá tan giai đoạn thứ nhất, tranh cướp tiến vào giai đoạn thứ hai. Nhưng hiện tại, Long Hương Nguyệt không cách nào tăng lên trên, bởi vì bốn phía căn bản không có ai cùng nàng một cấp độ, cho dù nàng hạ xuống hai trượng, người khác lên hai trượng, vậy cũng chỉ có thể rút ngắn bốn trượng mà thôi. Nàng chỉ có thể chờ đợi, những đội ngũ khác cũng triển khai chém giết, đếm ngược đã bắt đầu, không gấp không được a. À. Vương giả đến nơi này, người nào không có dã tâm muốn trèo lên đỉnh? Giết. Sau một phen ác chiến, đội ngũ có vương giả đỉnh cấp từng bước lên cao, lục tục xông lên trên đỉnh ngọn núi. Mà lúc này, các đội ngũ đều tự mình giải tán. Có thể nhìn thấy, chỉ cần hai người tiếp cận, phù thạch dưới chân bọn họ sẽ bắt đầu tan rã. Nếu như không giao thủ, vậy chỉ có đồng quy vô tận mà thôi. Cứ như vậy, liên thủ liền biến thành hầu như chuyện không thể nào nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên đồng loạt ra tay, đánh tới phủ thạch dưới chân lăng hàn. Nhịn lâu như vậy, chính là vì thời khắc này, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lăng hàn, nhất định cực kỳ tươi đẹp. Lăng hàn đột nhiên xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Trong lòng nhiếp thiên thành cùng đan kinh nghĩa đều sông mạnh. Bọn họ ra tay cực kỳ đột nhiên, theo lý mà nói lăng hàn tuyệt đối không có phòng bị mới đúng. Nhưng Lăng Hàn lại không kinh hoàng chút nào, trái lại nhìn bọn họ lộ ra nụ cười quái dị điều này nói rõ đối phương đã sớm phòng bị bọn họ khá lắm tiểu tử thân là người của một đoàn đội lại mưu mô như thế phòng bị đồng đội cũng chỉ có bọn họ dám nghĩ như thế lại không tự vấn lòng là bọn họ ra tay với lăng hàn lăng hàn nhoẻn miệng cười hai nắm đấm cùng một chỗ nổ ra phù uy thế đáng sợ ép tới lực lượng của hai người này liền bị tước đi hai tinh hai tinh a à, khái niệm này nghĩa là gì hiện tại mọi người đều là tinh thần tiểu cực vị, cùng là vương giả cấp 2, vậy lực lượng coi như có sự khác biệt cũng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng hiện tại bọn họ lại bị tước hai tinh lực lượng, dòng giã rơi xuống gấp trăm lần, chuyện này làm sao chơi. Oanh, oanh, nhất thời bọn họ bị đánh bay khỏi phù thạch, kêu thảm thiết bay ngang ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải kết thúc, loạn tinh nữ hoàng cũng ra tay, tay nhỏ đánh ra, hóa thành hai tòa núi lớn, oanh, nện ở trên người hai người. Đung, đung, trên người bọn họ lập tức bắn ra huyết hoa, cốt đoạn không ngừng, bị một đòn chấn nát xương cốt. Nếu như không có một đòn này của Lăng Hàn tước đi hai tinh lực lược, này cũng còn tốt, cho dù bọn họ không phải đối thủ của vương giả cấp 3, cũng không thể bị một chiêu trọng thương như thế. Nhưng hiện tại tương đương với Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng liên thủ, hỏi thế gian, lại có mấy người có thể ngang hàng. Trong này khẳng định không có hai người nhiếp thiên thành, hai người kêu thảm thiết, hai quyền của Lăng Hàn còn tốt, chỉ đánh bay bọn họ ra phù thạch, tạo thành chút thương nhẹ, nhưng loạn tinh nữ hoàng bù thêm một kích, lại để bọn họ trọng thương. Cái này không đủ để trí tử, nhưng có thể để bọn họ chỉ ít ở trong vòng mấy năm không thể toàn lực chiến đấu. Hai người rơi xuống, nhìn loạn tinh nữ hoàng ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời, đột nhiên ngộ ra. Dựa vào, cái này không phải vương giả sát thủ sao? Quả nhiên, bọn họ bị vô tình chôn giết. Thời khắc này, trong lòng bọn họ cũng không biết là tư vị gì, nhưng đối với lang hàn ước ao cùng đố kỵ là tăng lên gấp mấy lần. Rời đi nơi này, bọn họ nhất định phải tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ. Lúc này, vương giả tiến vào giai đoạn thứ hai gần như có 50 tên, ở đây đã không thể lại kết minh, mỗi người đều chỉ có thể độc lập chiến đấu, nhiều nhất tách ra mấy người mà thôi. Mấy người Lăng Hàn cũng tản ra, bọn họ đương nhiên sẽ không dẫm thi thể người thân thượng vị, bởi vậy, tách ra một chút, miễn cho giao chiến. Như vậy dĩ nhiên sẽ có vài người sớm đào thải, nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Tất cả mọi người đều từng người tự chiến, Đến một bước này, không ai có thể liên thủ tác chiến, chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực. Lúc này mới công bằng, Lăng Hàn thoải mái tay chân, bắt đầu đại chiến. Hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, vẻn vẹn chỉ giật động thiên uy mà thôi. Nhưng ở chỗ này, thiên uy thực sự là rất đáng sợ, quả thực có thể xưng lợi khí mạnh nhất. chương 1543, Mười Đại Vương giả hạ. Lực lượng mọi người tương đương, nhưng người gặp ta lại giảm gấp trăm lần lực lượng, chuyện này làm sao chơi. Lăng Hàn một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không có đối thủ, độ cao cũng đúng từng bước tăng lên, mà có thể cùng hắn sánh ngang cũng càng ngày càng ít, rất nhanh chỉ còn sót lại 10 người. Loạn tinh nữ hoàng, vũ hoàng, vô tường thánh nhân, tử thần phong, long hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị, cổ đạo nhất, Lăng Hàn, hai người cuối cùng vô cùng xa lạ, trước giống Lăng Hàn, cực kỳ biết điều, nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu, bọn họ liền trở nên mãnh liệt, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, nhiễm nhiên vô địch. Bác Hoàng cùng Thạch Hoàng không có bị nổ xuống, nhưng bây giờ bọn họ cách thê đội thứ nhất đã có tranh lệch không nhỏ, Đinh Bình, Cửu Yêu, tự nhiên, Thiên Phượng Thần Nữ cũng rơi vào thê đội thứ hai, mà ở phía dưới, càng nhiều người đang đi lên, kia đã từng là thê đội thứ hai, thứ ba, hiện tại đều anh dũng tiến lên. Khó mà tin nổi, bốn người kia có người nói đều đến từ chung một tinh vực. Có người phân biệt chỉ vào bốn người lăng hàn, loạn tinh nữ hoàng nói, sau đó chỉ bốn người thiên phượng thần nữ, bọn họ cũng vậy một tinh vực ra tám vương giả hơn nữa xếp hạng đều cao như thế trời của ta người phía dưới dồn dập ôm đầu chỉ cảm thấy khó mà tin nổi trong một tinh vực nhỏ lại có thể đi ra nhiều vương giả hàng đầu như vậy điều này làm cho người ở tinh vực lớn tinh vực cực lớn làm sao chịu nổi có điều ai có thể cười đến cuối cùng còn phải xem những trận chiến đấu tiếp theo ta càng coi trọng cổ đạo nhất có người nói tư chất vô song đứng đầu kim cổ ta cũng vậy đó là người duy nhất có thể làm cho vương giả đi theo, thực lực tất nhiên nghiền ép vương giả khác. Ta ủng hộ loạn tinh nữ hoàng, không có nguyên nhân, chính là yêu thích. Ta cũng ủng hộ loạn tinh nữ hoàng, ồ, hai người kia là ai, thật giống như chưa từng thấy. Ha, đó là người kiến thức nông cạn, người mặc quần áo xám, gọi hồng ma, chính là đệ tử của thiên lão thánh nhân, vương giả cấp 3. Cái gì, lại nhiều một tên vương giả cấp 3. Kha kha, người áo lam kia là một tán tu, nhưng phúc duyên kinh người một đời kỳ ngộ vô số hắn cũng là vương giả cấp 3, tên trình tiểu phàm trình tiểu phàm không bình thường chút nào a à. ta vẫn xem trọng cổ đạo nhất đây là thiên tài ứng thiên địa đại thế mà sinh nhất định sẽ chiếu sáng thiên cổ ừm càng nhiều người nghiêng về cổ đạo nhất người này quá bất phàm có tiền vận gia thân trong thập đại cường giả lấy hắn trói mắt nhất thật giống như một vầng mặt trời những người khác tối đa chỉ là đốm nhỏ mà thôi kém hơn quá nhiều giữa bầu trời cổ đạo nhất đứng chắp tay, hắn nhìn về phía lăng hàn, lộ ra một nụ cười, nhưng cực kỳ cao ngạo. Không nghĩ tới người còn có chút thực lực, lại có thể đạt đến một bước này, còn dám đối mặt ta. Lăng hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ, đối chọi gay gắt nói. Người từ trong sào huyệt đi ra, ta làm sao có khả năng sợ ngươi? Ha, cổ đạo nhất bật cười, ở trước mặt ta, bất kỳ thiên kiêu nào cũng chỉ có thể cúi đầu, cái gọi là vương giả chỉ là bụi bặm. Nơi ta đi qua, tất cả sinh linh đều nằm dạp xuống ầm um, hắn lời còn chưa nói hết một ánh kiếm hoa lệ đã chém qua lăng hàn phát kiếm nằm dạp muội muội ngươi tới đây đánh một trận dạy ngươi làm người khóe miệng của cổ đạo nhất không khỏi co giật lúc trước lăng hàn kích thích gây nên ngạo khí của hắn để hắn quyết định thả lăng hàn một ngựa dù sao đây là ngàn tỷ năm đến người thứ nhất nói chuyện với hắn như vậy rất có ý nghĩa hắn muốn cho đối phương chứng kiến vinh quang của mình nhưng tuyệt đối không ngờ miệng của người này lại độc như thế hầu như có một ít phong thái của đại hắc cầu kia nhưng ánh kiếm kéo tới, hắn không thể không chống đỡ, một trường phất ra. Oanh, ánh kiếm cùng trường lực va chạm, oanh, nhất thời đụng nát tan, hình thành một làn sóng xung kích cường liệt, để phù thạch bốn phía lay động, thật giống như thuyền trong biển rộng. Sau khi sóng xung kích tan đi, chỉ thấy lăng hàn cùng cổ đạo nhất đứng song song, đều lộ ra chiến ý hừng hực. Thực sự là coi thường ngươi, cổ đạo nhất nói nhỏ, có điều, ở trước mặt ta, tất cả thiên tài đều chỉ là cặn. Soạt, lại một kiếm quét tới dựa vào người xong chưa a à, coi như muốn đánh để ta nói xong cũng không được sao cổ đạo nhất giận dữ hắn vốn là tiên vực thiên kiêu hiện tại lưu lạc đến thần giới tự cho mình vẫn cực cao có một loại cảm giác ưu việt mãnh liệt dưới cái nhìn của hắn thần giới chính là một địa phương lạc hậu nguyên thủy cảm giác ưu việt này thật giống như thiên kiêu thần giới nhìn võ giả ở tiểu thế giới hiện tại một run dế hạ giới lại nhiều lần khiêu khích hắn như phàm nhân đang khiêu chiến thiên uy há có thể không làm hắn sinh phẫn nộ. Xóa đi, hắn hừ một tiếng, cả người lưu chuyển ra khí thức hỗn độn, có chư thiên tinh thần dị tượng ở sau người hắn hiện lên, hắn như thiên thần đứng ngạo nghế, phảng phất một cước liền có thể đạp nát một ngôi sao. run dế vô chi, lại dám khiêu khích quyền uy của ta. Hắn thỏ ra bàn tay lớn, một chỉ điểm ra, nguyên lực ngưng tụ quy tắc đáng sợ, hóa thành một ngón tay, nhưng ngón tay này dài tới trăm trượng, to đến ba mươi trượng, nhắm về phía lang hàn minh mông cuồn cuộn mà đi từng thần văn hiện lên tản mát ra khí thế hoàn toàn vượt qua tinh thần cảnh tiểu cực vị trung cực vị thậm chí đạt đến đại cực vị phải biết hiện tại tu vi của mọi người đều bị cắt đến tiểu cực vị sơ kỳ nhưng uy lực đòn đánh này của hắn lại đạt đến đại cực vị sức chiến đấu này vượt qua bao nhiêu tinh đòn đánh này đánh ra người người đều biến sắc làm sao có khả năng mạnh như thế từ tiểu cực vị sơ kỳ đến đại cực vị cho dù đồng dạng là sơ kỳ vậy cũng vượt qua dòng giã tám tinh sức chiến đấu đây là chuyện không nên xảy ra trừ khi là cực cảnh áp chế, nhưng hiện tại làm sao có khả năng. Đây chính là cổ đạo nhất, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ. Lăng Hàn làm sao chặn, coi như Lăng Hàn chặn được, phù thạch dưới chân hắn lại há có thể bảo toàn, đòn đánh này tuyệt đối là khó giải. Tất cả mọi người lắc đầu, có thể tiến vào thê đội thứ nhất, 10 người này đều là vương trong vương hoàn toàn xứng đáng, nhưng so với cổ đạo nhất, mỗi người đều muốn thua chị kém em, đây căn bản không phải một cấp bậc. Trường 1544, Chiến cổ đạo nhất Xong đời, muốn không chết, vậy cũng chỉ có từ bỏ phù thạch dưới chân, nếu không căn bản không có chỗ có thể trốn. Ai bảo hắn muốn đi khiêu khích cổ đạo nhất chứ? Nếu như hắn biết điều một chút, cùng cổ đạo nhất kéo dài khoảng cách, cho dù không thể trèo đỉnh, chỉ ít cũng có thể trộn lẫn vị trí khá cao. Thật giống như là cổ đạo nhất khiêu khích hắn trước A. Cổ đạo nhất là nhân vật cỡ nào, hắn tự nhiên có tư cuồng ngạo cách, nếu lăng hàn có tự mình biết mình, liền phải lựa chọn thoái nhượng mà không phải đối chọi gay gắt. Vì lẽ đó, đây là hắn tự tìm làm lại từ đầu đi không ít người đều nói mát bọn họ đều dùng thần ý giao lưu như vậy tốc độ nhanh bằng không chỉ thời gian mở miệng cổ đạo nhất công kích cũng đã oanh đến nhưng cử động của lăng hàn lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì hắn không có nhảy xuống phủ thạch tự vệ mà giơ tay nhấn về phía người khổng lồ kia điên rồi thấy cảnh này tất cả mọi người đều bay lên ý nghĩ đồng dạng đây căn bản không phải tinh thần cảnh tiểu cực vị có thể tiếp được gắng đón đỡ, vậy là muốn chết. Rất nhiều người đều lắc đầu, Lăng Hàn thực quá không khôn ngoan, lại trổ tài huyết dũng như vậy, cái này đã không phải muốn chết, mà là đần độn chết. Oanh, Lăng Hàn nhìn như quét bụi chỉ tay ra, mắt trần có thể thấy, cự chỉ bắt đầu hủ hóa, tốc độ nhanh kinh người, khi thật sự oanh đến trên người Lăng Hàn, đã tự mình đổ nát. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Chuyện này, mới vừa rồi còn nói một đòn của cổ đạo nhất tuyệt không có tinh thần cảnh tiểu cực vị nào có thể địch nhưng chỉ một cái trước mắt lăng hàn liền cho bọn hắn một bà tai rất mạnh ung dung hóa giải đã nhiều năm như vậy lăng hàn không ngừng ở dưới luân hồi thụ tham tu lại uống không biết bao nhiêu luân hồi trà nắm giữ tuế nguyệt thiên thu đã đẩy mạnh đến mức độ lô hỏa thuần thanh cho dù không có huyết mạch của đinh gia nhưng vận dụng tuế nguyệt thiên thu hắn tuyệt đối vượt qua tuyệt đại bộ phận người của đinh gia cổ đạo nhất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tuy chỉ tay này cũng không phải toàn lực của hắn nhưng hắn là ai tiên giới thiên kiêu hiện tại càng là táng cửu thế mà tu ra tiên thai sức chiến đấu mạnh ở thần giới cùng cảnh giới hẳn là vô địch đây là lực lượng thời gian hắn tỉ mỉ hồi ức trên mặt kinh ngạc không khỏi càng thêm mãnh liệt tuy lăng hàn nắm giữ lực lượng thời gian chỉ có thể nói ra lông nhưng một run dế hạ giới lại có thể chạm tới độ cao của thời gian quy tắc này dưới cái nhìn của hắn là không thể tưởng tượng cho dù ở trong tiên vực ngoại trừ huyết mạch truyền thừa thì chỉ có tiến vào chạm trần mới có tư cách chạm tới quy tắc trí cao như vậy lẽ nào lăng hàn nắm giữ huyết mạch của tiên vực giống như hắn chính là bị tiên vực lưu vong không sai nếu không như vậy hắn như thế nào biết tiên vực tồn tại chẳng trách dám cùng mình hò hét hóa ra cũng là đến từ tiên vực hư chỉ nắm giữ một ít da lông của lực lượng thời gian cũng vọng tưởng ngăn trở ta cổ đạo nhất lại uy nghiêm đáng sợ nói trên mặt một bộ xem thường nhưng trong lòng lại bay lên báo động. Lực lượng thời gian, không giống người thường, đánh nhau cùng cấp, hắn nhất định phải lấy ra thực lực chân chính. Lăng Hàn cười nhạt nói, năm mấy trăm triệu năm, nói thật đúng là không ít, kỳ kỳ méo mó nhiều quá rồi. Sắc mặt của cổ đạo nhất không khỏi tối sầm lại, cái miệng này thật đúng là độc A. À. Hắn tu ra đời thứ 10, tâm thái cũng biến thành trẻ tuổi, cũng càng dễ bị khiêu khích, con mắt không khỏi híp lại, sát khí lưu chuyển. Ngươi là tự tìm đường chết, hắn điều khiển phù thạch giết về phía lăng hàn, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay diễm như máu, cực kỳ thê diễm. Huyết thần chỉ, lăng hàn như cũ, là một tuế nguyệt thiên thu phất ra, nhưng hắn lập tức phát hiện, uy lực của đòn đánh này cực kỳ ngưng luyện, thật giống như áp xúc một ngọn núi thành trứng gà, bởi vậy, diện tích bị tuế nguyệt thiên thu ảnh hưởng cũng biến thành rất nhỏ. Bởi vậy, khi chỉ tay này bị không ngừng bóc ra từng mảng sắc ngoài, cuối cùng chỉ còn dư lại một điểm nhỏ, uy lực của tuế nguyệt thiên thu cũng hoàn toàn biến mất, nhưng một điểm này lại bùng nổ ra lực phá hoại khủng bố oanh đòn đánh này đánh vào trên người lăng hàn mạnh mẽ oanh lui hắn mấy trăm trượt nhưng đi tới biên giới của thung lũng thì thân hình của hắn ngừng lại có một đạo bình phong vô hình chặn hắn cổ đạo nhất lộ ra vẻ ngạo nghễ cho rằng hắn không có cách nào đối phó loại lực lượng thời gian ra lông này sao chuyện cười hắn không biết nắm giữ bao nhiêu bí pháp mạnh mẽ đều là cấp bậc tiên vực gốc gác cường đại đến không cách nào tưởng tượng nhưng trong nháy mắt vẻ ngạo nhiên trên mặt hắn nhất thời đã biến thành kinh ngạc. Bởi vì, Lăng Hàn hoạt động gân cốt một chút, một bộ người không liên quan. Đòn đánh này nếu nhắm ngay phù thạch dưới chân hắn, vậy Lăng Hàn chắc là sẽ bị đánh rơi, nhưng oanh kích lên người của hắn, vậy thực xin lỗi, lực lượng của tiểu cực vị làm sao có khả năng trọng thương hắn. Coi như là bí pháp của tiên vực cũng không được, bởi vì bất diệt thiên kinh đồng dạng truyền từ tiên vực, hơn nữa cấp bậc càng cao hơn. Cổ đạo nhất kinh ngạc không thôi, huyết thần chỉ là tuyệt học đời thứ hai hắn tu ra, ngưng lực lượng một thân của hắn, hóa thành một kích, lấy bí thuật thời gian ra lông của Lăng Hàn là căn bản không thể hoàn toàn hóa giải. Đây quả thật như hắn dự liệu, nhưng thân thể của người này lẽ nào là tiên kim đúc thành sao? Ngay cả cổ đạo nhất cũng không cách nào tưởng tượng, trên đời này làm sao có khả năng có thể phách biến thái như thế, để hắn không nhịn được thay đổi sắc mặt. Ta sát, ta khẳng định bị hoa mắt a à. Tiểu tử kia chịu đựng một đòn khủng bố như thế của cổ đạo nhất, lại đánh rắm cũng không có. Không không không, hắn vẫn bị thương, chó má, khóe miệng chảy chút huyết, đây cũng là tổn thương sao? Phía dưới tất cả mọi người ôm đầu, ngay cả cổ đạo nhất triển khai tuyệt chiêu cũng không thể trọng thương, thể phách của Lăng Hàn đạt đến cấp bậc cỡ nào? Lăng Hàn chùi vết máu bên khóe miệng, dù sao cũng là cổ đạo nhất a, cho dù tước đi tu vi, đòn đánh này vẫn tạo thành thương tổn nhất định cho hắn, dù sao cường độ thể phách của hắn cũng theo cảnh giới bị tước đi. Chương 1545, Thiên ý đao. Nhưng tổn thương như vậy là hoàn toàn không đến nơi đến chốn, trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí ngang dọc, chém về phía Cổ Đạo Nhất. Lôi Đình kiếm pháp, xoạt xoạt xoạt, mỗi một đạo kiếm khí đều nhanh vô cùng, nhất thời để Cổ Đạo Nhất lộ ra vẻ chật vật, không ngừng chống đỡ, nhưng khi những kiếm khí này tiêu tan, quần áo trên người hắn cũng xuất hiện tổn hại, vài cọng tóc bị chặt đứt, trên gương mặt càng có một vết thương, có máu tươi rỉ ra. Cổ Đạo Nhất cũng bị thương. Thấy cảnh này, mọi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, mà thị vệ của cổ đạo nhất thì vô cùng phẫn nộ, hận không thể bước lên trời cao, ép lang hàn đến nát tan. Ở trong lòng của bọn họ, cổ đạo nhất chính là thần linh, chỉ có thể cúng bái. Kia là cổ đạo nhất ga, được khen là thiên tài mạnh nhất vạn cổ tới nay, nhưng dưới tình huống cảnh giới hoàn toàn tương đồng, hắn lại bị thương. Người tới ta đi, không chịu thiệt, tê, Lăng Hàn cũng thật mạnh, cho đến lúc này, mới rốt cục có một bộ phận người khuynh hướng Lăng Hàn, cho dù không tin hắn có thể thắng, nhưng chỉ ít cũng nắm giữ tư cách đối kháng cổ đạo nhất, vì vương giả mạnh mẽ nhất trong tuổi trẻ. Cổ đạo nhất lau gò má, máu của hắn ngưng mà không chảy, chính là giọt giọt như trâu, hắn nhìn vết máu trên tay, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, từ tiên vực hạ phàm, hắn trùng tu tám thế, mỗi một thế đều thuận lợi đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao, không có gặp phải một chút xíu ngăn trở, sự tình bị người đả thương đã bao nhiêu năm không có gặp phải. Hắn táng chín thế thân, 10 đời mới thành tiên thai, tu là pháp môn của tiên vực, nghĩ như thế nào cũng hẳn là cùng cấp vô địch, cho dù phóng tới tiên vực, hắn cũng tự tin ít có thiên tài có thể cùng hắn ngang hàng, nhưng nói đến muốn thắng hắn, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng ở thần giới mà hắn cho rằng là nguyên thủy, lại nhô ra một người có thể ngang hàng, thậm chí, đối phương vẫn chưa tu ra cực cảnh thứ ba, trên lý thuyết ở vận dụng lực lượng, quy tắc là thua kém hắn một chút xíu. Này chẳng phải là đánh nhau cùng cấp hắn thất bại sao? Không, cổ đạo nhất một lần nữa nhìn về phía lăng hàn lấy thần thức truyền âm nói ta lấy cửu thế thần tu ra mười đời tiên thai mỗi một thế đều tu tuyệt thế thần thông người có thể ngăn ta mấy đời thần thông phóng ngựa đến đây đi lăng hàn cười to hai tay của hắn chuyển động từng đạo từng đạo kiếm khí bắn ra lột bỏ về phía cổ đạo nhất hắn cũng hết sức tự phụ nếu cổ đạo nhất không dùng binh khí hắn cũng cất đi tiên ma kiếm thiên ý đao cổ đạo nhất đột nhiên biểu hiện âm trầm cả người tỏa ra đau ý lạnh lẽo âm trầm, thật giống như hóa thành một tuyệt thế thiên đao, có thể chém hết tất cả. Trên mặt lang hàn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng bay lên đề phòng mãnh liệt. Nhìn loạn tinh nữ hoàng, vô diện đuổi bản tố nguyên, đều có dính líu quan hệ tới tiên vực, chính là cường giả bị tiên vực lưu vong, trong cơ thể chảy huyết thống tiên vực, có thể vận dụng bí pháp của tiên vực. Nhưng so với cổ đạo nhất, lại kém xa lắm, hắn chính là cường giả tiên vực, chỉ là tự táng thân, sống một đời lại một đời, mỗi qua một đời, hắn liền đổi huyết mạch một lần, tu nhiều một môn thần thông, tuy Lăng Hàn không biết nguyên lý, nhưng hẳn có quan hệ tới cửu tử thiên công. Đây là một vị cường giả tiên vực sống sót a, chỉ là hiện tại tu vi bị tước đi, nhưng cơ sở càng thêm chất phác, thể chất vô cùng mạnh mẽ. Hắn triển khai bí pháp, tuyệt không thể coi thường. Sự thực cũng như thế, trên đỉnh đầu cổ đạo nhất hiện ra một tuyệt thế thiên đao, dài tới vạn trượng, đen kịt như mực, khiến người ta liếc mắt nhìn tâm thần liền run rẩy, phảng phất linh hồn bị hút ra thân thể thiên ý đao, đại biểu trời cao chém người một đao, không tổn thương thân thể, chỉ chém thần hồn. Thương sinh tịch diệt, cổ đạo nhất chỉ tay về phía lăng hàn, soạt, thiên đao chém qua, đại diện cho thiên địa đại đạo, không có gì có thể kháng cự. Lăng hàn đánh ra tuế nguyệt thiên thu, tiên thuật đối kháng tiên thuật, tuế nguyệt thiên thu cũng không cách nào kiến công, thiên đao này chỉ bị suy yếu 3 phần 10, vẫn lấy đại khí thế, đại uy năng chém tới hắn. Cái này rất bình thường, tiên thuật ở thần giới có thể coi vô địch, nhưng phóng tới tiên vực, khẳng định có vô số pháp môn có thể ngang hàng, nếu không thì, chẳng phải đinh ra có thể xưng bá tiên vực sao. Oanh, một đao chém xuống, khó mà tin nổi đến cực điểm, bây giờ thân đao còn có bảy tám ngàn trượng đều chém vào trong thân thể của Lăng Hàn, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Đây cũng không phải thực chất, mà là thiên ý, tự nhiên vô hình, chém chính là thần hồn. Ha ha, cổ đạo nhất cười to, bị thiên ý đao chém chúng, vậy thần hồn tự nhiên không dư thừa mảy may, đều sẽ bị chém chết, từ ngay về sau, trên đời không còn người gọi là Lăng Hàn nữa. Hắn hơi có chút tiếc nuối, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn hẳn cũng là người của tiên vực, cho dù không giống như hắn, là trực tiếp từ tiên vực đến, chỉ ít cũng là đời sau của người tiên vực lúc trước bị lưu vong, có thể nói đồng nguyên. Nếu có thể, hắn rất muốn thu phục Lăng Hàn, đi theo mình, chứng kiến mình ngày sau tiến vào tiên vực, sáng lập bá nghiệp vô thượng. Bởi vì cùng là người lưu vong, loại tán đồng này làm cho hắn càng thêm thoải mái. Những người khác không rõ, sao một đao uy mãnh như vậy chém qua, lại bình tĩnh như thế chứ? Đó là đao chém thần hồn, nhìn như vô cùng lớn, kỳ thực vô hình, đương nhiên sẽ không tạo thành động tĩnh lớn. Có một vị đại nhân vật mở miệng giải thích, là đại biểu mà tinh xa vũ viện phái ra, cường giả hằng hạc ảnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngơ ngác, phải biết cho dù là ở thần giới, mọi người cũng cơ bản là tu luyện lực lượng thân thể, thần hồn xác thực sẽ tu luyện, nhưng chỉ lấy lớn mạnh làm chủ, so với cảnh giới, sẽ không thâm nhập quá nhiều. Nói cách khác, nếu như bọn họ gặp gỡ cổ đạo nhất, khả năng 100 người liên thủ cũng vô dụng, một thiên ý đao chém qua, bọn họ đều trở thành một cái xác không. Ai, kỳ thực ra hỏa kia cũng rất bất phàm, lại bị chém chết như thế. Thiếu một vương giả đỉnh cấp A, thực sự là đáng tiếc. Ô, không đúng, nếu như tên này chết, phù thạch dưới chân của hắn không phải sẽ bị cổ đạo nhất hấp thu sao? Có người đột nhiên kêu lên, hí, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lần thứ hai nhìn chăm chú lên người lăng hàn. Con mẹ nó, đừng nói tên này còn chưa chết nha. Chương 1546, Thần Thông Vô Tận. Dưới muôn người chú ý, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói: "Đây chính là Thiên Ý đao sao? Có chút ý nghĩa, để đầu của ta hơi đau." Phốc, tất cả mọi người phun ra ngoài, khó mà tin nổi đến cực điểm. Tuy rất ít người tu bí thuật công kích thần thức, nhưng cũng không trở ngại mọi người phán đoán uy lực của thần thức công kích. Thiên Ý đao của cổ đạo nhất dài tới vạn trượng chỉ xa xa liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy hồn phi phách tán công kích như vậy tất nhiên là cực kỳ đáng sợ nhưng một đau này chém xuống lăng hàn lại chỉ đầu có chút đau ta sát cái tên này không chỉ thể phách là cấp bậc quái vật thần hồn cũng vậy a à. ngay cả đám vương giả đỉnh cấp như long hương nguyệt tử thần phong cũng lộ ra vẻ thận trọng bọn họ tuyệt không muốn tao mộ loại phòng ngự biến thái như lăng hàn nếu như thật tao mộ vậy mục tiêu của bọn họ chính là phù thạch dưới chân lăng hàn tuyệt không công kích bản thân hắn Bọn họ tự nghĩ chỉ luận lực công kích, không sánh bằng cổ đạo nhất. Tiếng cười của cổ đạo nhất tự nhiên cũng im bặt, hắn thu hồi nụ cười, nhìn chằm chằm lăng hàn rất lâu, mới nói. Vậy tiếp vô thượng thần thông ta tu ra đời thứ tư, liệt diễm phần thiên. Oanh, trong cơ thể hắn tuôn ra vô số hỏa diễm, hóa thành một vùng biển minh mông, nhưng cực kỳ quỷ dị chính là, dù biển lửa vô tận như vậy trải ra bốn phía, nhưng trên dưới khoảng cách tuyệt đối ở trong hai trường. Nói cách khác, Cổ đạo nhất không cách nào công kích được người ở ngoài hai trường, hay người ở dưới hai trường. Hỏa diễm như vậy vô cùng đáng sợ, cho dù đám người tử thần phong, thiên hạ đệ nhị, hồng ma cũng không muốn hiện tại cùng cổ đạo nhất đối đầu, dồn dập gia tăng ra tay, đoạt được một khối phủ thạch, tăng lên độ cao. Trong biển lửa, có vô số quái vật hiện lên, đều do thần văn ngưng tụ thành, dáng dấp quái lạ, đại bộ phận đều là lang hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là tiên thuật, vậy những quái vật này cũng có khả năng là tiên thú. Lăng Hàn ngược lại lộ ra nụ cười, phải biết hắn là ở trong tiên diễm thể ngộ ra ảo diệu của dục hỏa trùng sinh. Mà kia cũng không phải tiên diễm phổ thông, chính là tiên diễm của tiên hoàng. Muốn đánh tan tiên diễm của hắn, đây là chuyện không thể nào, nhưng muốn tự vệ vậy thì quá dễ dàng. Hắn cùng tiên diễm đã có thể hòa làm một thể, hỏa diễm lại mãnh liệt cũng không gây thương tổn được hắn, thật giống như tắm rửa ở trong nước ấm, chỉ có thoải mái khoan khoái, căn bản sẽ không hại người. Hắn mở ra nguyên lực bảo vệ phù thạch dưới lòng bàn chân, sau đó hung hăng giết về phía cổ đạo nhất. Ta sát, phía dưới, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả da đầu, hỏa diễm kia liếc mắt nhìn cũng làm người ta nổi da gà, ai bị vây quanh ở bên trong không gắt gao phòng thủ, bởi vì muốn lao ra biển lửa như vậy khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều, vậy phòng thủ chính là thủ đoạn tốt nhất, đợi đối phương lực kiệt, lại tiến hành phản kích. Nhưng Lang Hàn ngược lại tốt, gánh hỏa diễm như vậy xuất kích, thật không biết nên nói hắn là anh dũng hay ngu xuẩn nữa. Không, hắn giống như có nắm chắt, trời vậy, hỏa diếm cũng không thể gây tổn thương hắn. Ta làm sao có loại cảm giác, những ngọn lửa này thật giống như rất thân cận hắn. Chuyện này, kẻ địch thả ra hỏa diếm cũng có thể sản sinh thân cận, tên này tuyệt đối là quái vật. Quái vật trong quái vật, nếu đối thủ nổ ra công kích, vậy coi như công kích này là yếu, vậy cũng chỉ có thể không nhìn hoặc tiêu diệt, làm sao có khả năng sẽ thân cận. Cái này không hợp lý a, à? ngay cả cổ đạo nhất cũng hai mắt trợn tròn, chân tâm muốn mắng một câu quái vật lăng hàn giết tới một quyền bạo oanh hắn không có nhiều thủ đoạn như cổ đạo nhất mặc dù là một quyền nhưng bắn ra không phải quyền lực mà là kiếm ý vô tận ta tức là kiếm đây là lăng hàn từ trong thiên ý đao vừa nãy được dẫn dắt kiếm đạo cũng không cần hạn chế ở kiếm bất kỳ pháp môn nào đều chỉ là một loại hình thức chỉ có lực lượng quy tắc mới là căn bản đã như vậy ta hà tất lưu ý chiêu kiếm này là đánh ra như thế nào hắn có một loại hiểu ra kiếm ý càng thêm ngưng tụ, thật giống như phát sinh một loại lột xác nào đó. Lần này cổ đạo nhất thật đúng là kinh rồi, người ở thời điểm chiến đấu còn có thể hiểu ra. Hí, tiểu tử này thiên phú không bằng mình, thể chất không bằng mình, tất cả điều kiện tiên thiên có thể nói không bằng mình, nhưng ngộ tính thật đáng sợ, để hắn cũng phát lên hàn ý. Ở tiên vực, tuổi thọ của võ giả vô hạn, chỉ cần không bị thiên nhân ngũ suy dần vặt chết, vậy liền có đủ thời gian đi đánh bóng nguyên lực, hoàn thiện bản thân, nhưng duy nhất không thể bù đắp, chính là ngộ tính. Nói cách khác, nhìn hắn thiên tài như vậy cũng là vì khởi điểm cao, nỗ lực nhanh, có thể rất nhanh bỏ người khác lại đằng sau, nhưng tu luyện không phải là nỗ lực khoảng cách ngắn, mà là từ từ chạy cự ly dài, thậm chí là không nhìn thấy phần cuối. Sau khi chạy ra khoảng cách nhất định, hắn sẽ chậm lại, bởi vì ở trên con đường trí cao, so không phải thể chất, thiên phú, mà là thể ngộ thiên địa huyền diệu. Người có ngộ tính cao, liền có thể cái sau vượt cái trước, đuổi bằng phẳng, thậm chí vượt qua. Người như vậy, không thể lưu, sát khí của cổ đạo nhất càng rực cháy, con đường vương giả của hắn tuyệt không cho phép xuất hiện người cạnh tranh, thậm chí người cướp đạo. Giết, thần thông ngũ thế, chiêu thiên côn, hắn hét dài một tiếng, nguyên lực ngưng tụ, ở trong tay hóa ra một cái gậy màu vàng, quay về lăng hàn nặng nề đập tới, biển lửa trong nháy mắt thu hồi, hắn còn không có năng lực đồng thời triển khai hai môn tuyệt thế thần thông. Phía dưới, tất cả mọi người đã nhìn mất cảm giác. Không hổ là cổ đạo nhất, triển khai mỗi một môn bí pháp đều là uy lực vô biên người khác chỉ cần nắm giữ một loại liền có thể khinh thường thiên hạ nhưng ở trên người hắn cái này tựa hồ xa xa không phải phần cuối oanh chiêu thiên nhất côn phá thiên nát địa cái này đi là con đường hoàn toàn bá đạo không nói hư ta một côn hạ xuống thiên địa đều đổ nát ép bằng phẳng tất cả vũ hoàng không khỏi ngứa tay thật muốn để lăng hàn tránh ra mình đi đánh thoải mái lăng hàn cũng hào hùng vạn trượng nói đây mới gọi là chiến đấu Hắn giơ tay, tương tự ngưng tụ nguyên lực, hóa thành một thanh kiếm, nghênh tiếp về phía Chiêu Thiên Côn. Chương 1547, Đạo Quang. Ầm, kiếm côn tấn công, nhất thời sản sinh xung kích đáng sợ, đánh về bốn phía, nhưng trên dưới khu vực lại bị hạn chế ở trong hai trường không gian, không thể vượt qua. Sợi tóc của Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất đều lay động, quần áo cả người cũng bay phần phật, nhưng người nào cũng không có lui về phía sau một bước. Cho dù cổ đạo nhất là vương giả cấp 3, nhưng tu vi bị cắt hắn cũng không mạnh mẽ hơn lăng hàn bao nhiêu, có thể coi là chiến đấu thế lực ngang nhau. oanh oanh, hai người đồng thời lui về phía sau, mà vừa tiếp cận như thế, phù thạch dưới chân bọn họ cũng bắt đầu yếu miền tan rã. nếu như thời gian lâu một chút vẫn không có phân ra thắng bại, vậy bọn họ sẽ đồng quy vô tận, cùng một chỗ rơi xuống thung lũng. hiển nhiên, bọn họ không thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, tự nhiên chỉ có tách ra. lăng hàn cười ha ha, hai tay huy động liên tục, từng ánh kiếm chém ra hóa thành như đại dương minh mông đánh về phía cổ đạo nhất cổ đạo nhất hai mắt trợn tròn nói chỉ có người mới biết sử dụng kiếm sao hắn cũng hai tay hóa kiếm đánh về phía lăng hàn thần thông lục thế phi hoa kiếm trời ạ à, bất luận một loại thần thông nào ta cũng không thể tiếp được đây mới thực sự là vương giả nghiền ép cùng cấp ta hiện tại tin tưởng lăng hàn thật có khả năng đánh bại cổ đạo nhất đánh bại thật khó khăn nhưng hai người có khả năng cân sức ngang tài cực cao Ta cho rằng cổ đạo nhất càng mạnh hơn, hắn rõ ràng còn có càng nhiều bí pháp chưa triển khai, nhưng lăng hàn tới tới đi đi chỉ có một thức kiếm pháp mà thôi. Lẽ nào ngươi không biết ham nhiều nhai không nát sao, chỉ cần thôi diễn một môn bí pháp đến mức tận cùng, cần gì lãng phí thời gian ở trên kỹ pháp khác, mà kệ gặp phải đối thủ nào, một kiếm của ta liền có thể chém giết còn chưa đủ sao. Hừ, bí pháp nhiều có gì không tốt, có thể căn cứ hoàn cảnh không giống, đối thủ không giống mà lựa chọn vận dụng, cái này gọi là nhập ra tùy tục, theo địch chế thích hợp mọi người thảo luận tự nhiên là ai cũng nói không phục ai giữa bầu trời lôi đình kiếm pháp của lăng hàn cùng phi hoa kiếm pháp của cổ đạo nhất triển khai đối đầu phi hoa kiếm động trong thiên địa tất cả đều là từng đóa từng đóa hoa tươi kiều diếm nhưng trong hoa tươi xinh đẹp như vậy lại giấu diếm sát cơ chỉ thấy hoa tươi nở rộ một thanh thần kiếm bay ra cực kỳ hoa lệ lăng hàn hừ một tiếng lôi đình phô trương thiên đạo chủ sát phạt oanh 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 từng đóa từng đóa hoa tươi bị nổ nát từng chuôi thần kiếm phá diệt, ở kiếm pháp đối đầu lên, lôi đỉnh kiếm pháp toàn thắng. Sắc mặt của cổ đạo nhất không khỏi khó coi, kiếm pháp liều kiếm pháp, đây là kiếm đạo va chạm, đặc biệt là kiếm pháp của hai người đều dính đến thiên đạo, bởi vậy, cái này tăng lên tới so đấu cấp bậc kiếm pháp, mà hiển nhiên, phi hoa kiếm pháp bị nghiền ép. Oanh, bốn phía tất cả đều là lôi đình, hóa thành biển, tấn công về phía hắn. Cổ đạo nhất không thể không lùi, cũng toàn lực phòng ngự. Khi lôi đình hoàn toàn biến mất, tuy hắn còn đứng ngạo nghễ như núi, nhưng tóc ngổn ngang, quần áo phá nát, lộ ra cực kỳ chật vật. Hí, ở lần đối đầu này, Lăng Hàn chiếm thượng phong, không chỉ thượng phong, mà là ưu thế áp đảo, hoàn toàn sụp đổ kiếm pháp của cổ đạo nhất rồi. Ai, vị đại nhân vật kia của tinh xa vũ viện mở miệng nói. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời, vừa nãy sau so kiếm đã tăng lên đến mức độ kiếm đạo, bằng không, cổ đạo nhất cho dù không địch lại, cũng không thể chật vật như vậy. Kiếm đạo, rất nhiều người không rõ, khiêm tốn thỉnh giáo. dứt bỏ tất cả, so chính là độ cao ở trên kiếm đạo, ai càng hơn một bậc, vậy chính là toàn thắng, một phương bại chỉ có tan rã tất cả. Vị đại nhân vật kia giải thích, ô, tất cả mọi người bừng tỉnh, chẳng trách cổ đạo nhất chật vật như vậy, bởi vì so đấu kiếm đạo không địch lại, vừa nãy chiêu kiếm đó của hắn chính là bằng chứng rõ ràng, muốn hóa giải đòn đánh của Lăng Hàn, hắn dĩ nhiên là cực kỳ cật lực. Cái này cùng thực lực của cổ đạo nhất không quan hệ, thuần túy là tu luyện kiếm pháp không bằng đối phương. thật không nghĩ tới, chỉ là hai tinh thần cảnh mà thôi, lại lên tới đạo rồi. đại nhân vật kia cảm khái nói, tuy võ giả vẫn đang theo đuổi thiên địa đại đạo, nhưng chân chính có thể nắm giữ bản chất của đạo, thì phải đạt đến sáng thế cảnh. người so với người, tức chết người a? À, mọi người vừa nghe càng ngơ ngác, tương tự là tinh thần cảnh, bọn họ bị lang hàn cùng cổ đạo nhất bỏ qua bao nhiêu khoảng cách. cổ đạo nhất sửa sang lại bộ dáng một chút, hắn là vô thượng vương giả tự nhiên không thể mất dáng vẻ. Hắn khẽ nhíu mày, lại ở trên kiếm đạo bại bởi Lăng Hàn, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Phải biết, phi hoa kiếm là pháp môn của tiên vực, nhưng lại không địch lại, nói rõ Lăng Hàn nắm giữ kiếm pháp đạt đến cấp độ thế nào. Nếu như hắn biết đây là kiếm pháp Lăng Hàn tự nghĩ ra, nhất định sẽ khiếp sợ đến miệng đều sai lệch. Tự nghĩ ra một môn công pháp cũng không ngạc nhiên, nhưng có khả năng tăng lên đến cấp độ của đạo, còn nghiền ép phi hoa kiếm, vậy thì kinh người rồi coi như đặt ở tiên vực, điều này cũng không phải tùy tiện một tên cao thủ nào cũng có thể làm được. Sát khí của hắn càng tăng, nếu như nói trước đây lăng hàn dưới cái nhìn của hắn chỉ là một run dế nho nhỏ, vậy hiện tại chính là cái đinh trong mắt không thể không trừ. Thiên địa khí vận là một đồ vật thập phần vi diệu, hắn táng chín thế thân, ở đời này bao hàm tiên thai mà ra, lại để hắn gặp phải lăng hàn, đây là từ nơi sâu xa muốn cho hắn cùng lăng hàn tranh giành. Hai người, chỉ có một người có thể thắng, người bại sẽ bị thiên địa vứt bỏ, số mệnh toàn bộ chuyển tới trên thân người thắng. Hắn tin chắc điểm ấy, vì lẽ đó, hắn nhất định phải thắng. Từ thời khắc này bắt đầu, hai người mỗi chiến một trận đều là tranh cướp số mệnh lẫn nhau, cho đến khi một người ngã xuống. Thần thông thất thế, cử phong thối. Sao nghe cái tên thần thông là thấy em xong rồi? Cổ đạo nhất thầm nói, hắn đạn chân mà động, soạt soạt soạt, mấy đạo phong nhận bắn ra, ngưng tụ thành thần văn, tước về phía lang hàn. Trong nháy mắt đó, lang hàn vẫn như cũ là lôi đình kiếm pháp, ngoại trừ tuế nguyệt thiên thu, hiện tại đây là pháp môn mạnh nhất của hắn. Thậm chí, đây là pháp môn hắn tự nghĩ ra, theo hắn thể ngộ thiên địa đại đạo càng sâu, uy lực cũng có thể càng mạnh hơn nữa. chương 1548, 10 đời thần thông thượng Sẽ có một ngày, nó vượt qua tuế nguyệt thiên thu cũng không kỳ lạ. Tại sao nhất định phải vượt qua? Lăng Hàn lại tăng thêm cảm ngộ, vì sao không để tuế nguyệt thiên thu dung hợp vào trong lôi đỉnh kiếm pháp? Trong kiếm pháp mang theo lực lượng năm tháng, tan giã công kích của kẻ địch, phòng ngự công kích, một kiếm cắt thể, thậm chí để cho giả yếu. Trên người hắn phát ra ánh sáng lộng lẫy, siêu nhiên thoát tục. Đạo, đạo quang, tên đại nhân vật kia của tinh xa vũ viện trợn mắt ngoác mồm, bộ dáng như thấy quỷ, lẩm bẩm nói. Chỉ có sáng tạo một môn công pháp vô thượng, được thiên địa tán thành, mới có thể được đạo quang gia thân. Cái này cái này cái này, khó mà tin nổi, lẽ nào kiếm pháp của hắn là tự nghĩ ra, bằng không làm sao có khả năng có đạo quang gia thân đạo quang, tự nghĩ ra kiếm pháp, được thiên địa tán thành. Trời à, những người khác nghe được vị đại nhân vật này nỉ non, không khỏi mỗi người tê cả ra đầu, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, mồ hôi lạnh chảy dòng. Đây là thiên tài thế nào? Ta sát, lang hàn bắt đầu thử nghiệm hòa tuế nguyệt thiên tuế vào trong lôi đỉnh kiếm pháp, một kiếm triển khai, có lực lượng năm tháng lay động, tuy uy lực còn rất yếu, nhưng đã có một khởi đầu rất tốt. Cổ đạo nhất, lần thứ hai tay trắng trở về, kỳ thực cái này rất bình thường, tuy hắn nắm giữ nhiều bí pháp, nhưng lại không thể trồng chất dùng ra, vậy một môn cùng một trăm môn có gì khác nhau. Lại đổi, cũng chính là uy lực tương đương, thần thông bát thế, bách quỷ giả thiên, oanh, trong cơ thể của cổ đạo nhất thả ra bóng tối vô tật, nhưng tương tự chỉ có thể trên dưới hai trường, có vẻ vô cùng quỷ dị. Trong bóng tối, có vô số quỷ vật xuất hiện, rõ ràng cao tới trăm trường, lại bị áp súc ở trong khu vực hai trường, mỗi một con đều nằm úp sấp. Nguyên bản, những quỷ vật này vô cùng đáng sợ, Dư tợn khủng bố, nhưng hiện tại từng cái từng cái trổng mông, dáng dấp như vậy mười phân khôi hài, để không ít người nhịn không được cười lên. Cổ đạo nhất hết sức khó xử, lấy tay chỉ một cái, những quỷ vật này nhất thời thân hình thu nhỏ lại, chỉ cao khoảng một trượng, lúc này mới có thể đứng thẳng tắp. Có điều, cứ như vậy, những quỷ vật này cuối cùng tỏa ra khí tức đáng sợ nên có, cả người tỏa ra tà khí, khiến người ta vừa thấy liền sợ hãi. Cái này, đây là pháp môn của minh giới, quá tà ác, tràn ngập lực phá hoại, cổ đạo nhất làm sao học được pháp môn của minh giới cổ đạo nhất tư chất siêu phàm đạo vận trời sinh như con cưng của thiên địa người như vậy khả năng là sinh linh của minh giới sao tuyệt đối không thể không phải sinh linh minh giới lại làm sao có khả năng vận chuyển pháp môn của minh giới quy tắc hai giới hoàn toàn không hợp nắm giữ pháp môn một bên ý nghĩa bị một thế giới khác bài xích không ai có thể cá cùng hùng trưởng đều được tất cả mọi người khiếp sợ trước tuy cổ đạo nhất vận chuyển ra pháp môn vô số, nhưng đều không ngoại lệ, là trời quang trăng sáng, vừa nhìn chính là hàng của thần giới. Đồng thời nắm giữ pháp môn của hai giới, hí, chẳng trách người này có thể trở thành vương giả mạnh nhất, hỏi thiên hạ, còn có người thứ hai có thể đồng thời nắm giữ pháp môn của hai giới sao? Lăng Hàn cũng không kinh ngạc, muốn phá vào tiên vực, điều kiện trước tiên chính là đồng thời nắm giữ quy tắc sáng thế cùng diệt thế, nếu cổ đạo nhất đến từ tiên vực, vậy hắn nắm công pháp hai giới lại có gì đáng kinh ngạc? hắc ám che trời, tuy chỉ có thể bao phủ trên dưới khu vực hai trượng, nhưng ở trong khu vực này, một vùng tăm tối, bách quỷ dạ hành. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, yêu ma quỷ quái, còn không tiêu tan, hắn phóng thích ánh sáng lôi đình, bùm bùm, bách quỷ không ai không bị chấn động đến chiên năm xẻ bảy. Một chiêu này nhìn như uy lực to lớn, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Không trách cổ đạo nhất, bởi vì nơi này là thần giới, người cầm pháp môn của minh giới triển khai ở đây, chẳng những không được thiên địa bổ trợ, trái lại bị suy yếu, lại thêm lực lượng lôi đình chuyên khắc tả vật, vậy tự nhiên là càng thêm không hữu dụng. Cái này, tất cả mọi người khóe miệng co giật, tuy cổ đạo nhất thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng không có một chiêu có hiệu quả, lăng hàn lăn qua lộn lại đều là một chiêu quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến. Thần thông cửu thế, bát trọng môn, cổ đạo nhất lại biến, tay phải chỉ ra, ở quanh người lăng hàn xuất hiện từng cánh cổng, tổng cộng có 8 tầng, mỗi một cổng đều tỏa ra màu sắc ánh sáng khác nhau, hơi xoay tròn, thả ra khí tức không giống. Cắn giết, cổ đạo nhất xoay tay một cái, tám đạo môn mở ra, sát ý vô tận lao tới, muốn cắn nát Lăng Hàn. Trận đảo Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, cổ đạo nhất cũng thật là đọc nhiều sách, ở trận Pháp cũng có trình độ cực cao. Nhưng hắn không sợ, người chỉ là không ngừng biến hóa Pháp môn, nhưng không hề tăng lên uy lực mỗi một môn, vậy đổi tới đổi đi có ích lợi gì. Chờ chút, cổ đạo nhất sẽ là người ngu xuẩn như vậy sao? Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, Cần đề phòng, lăng hàn một kiếm ra, thiên hạ thái bình, thần thông nhất thế, quang diệu thiên hạ, cổ đạo nhất tựa hồ không để ý chút nào, hắn chính là nhiều tuyệt học, cả người hóa thành quang minh chi thần, so với thái dương còn muốn sáng sủa gấp trăm lần, một trường ấn xuống, ầm ầm ầm, tinh chế tất cả. Đây là thần thông nhất thế của hắn, cũng là đời hắn sống lâu nhất, ở tiên vực tu ra một đời, bởi vậy, đòn đánh này rõ ràng cường đại hơn tám môn bí pháp trước, để lăng hàn cũng nhíu mày. Lăng hàn hét dài một tiếng, một kiếm chém ra, Tuế Nguyệt Thiên Thu đã cùng lôi đỉnh kiếm pháp dung hợp đến tương đối hoàn mỹ. Quả nhiên, chiến đấu mới là con đường tăng lên tốt nhất, không có áp lực của cổ đạo nhất, cho dù lăng hàn ở dưới luân hồi thụ cũng phải cần mấy trăm năm mới có thể đạt đến trình độ hiện tại. ầm, um, sau một đòn, lăng hàn cùng cổ đạo nhất đồng thời bị đẩy lui, nhưng vẫn khó có thể cao thấp như cũ. Cổ đạo nhất lại lộ ra nụ cười quái dị, người nhất định rất kỳ quái, rõ ràng những pháp thuật này không thể có hiệu quả, tại sao ta lại từng chiêu mà dùng đến. Ha ha, cái mông của ngươi nghĩ như thế nào, ta làm sao biết được." Lang Hàn cười nói, cổ đạo nhất nhất thời tức điên, "Cái mông nghĩ?" Khóe miệng hắn co giật một hồi, mạnh mẽ ấn xuống tức giận nói. "Bởi vì tất cả những thứ này đều là thần thông ta tu 10 đời." Chương 1549, 10 đời thần thông hạ. Tất cả những thứ này hắn đều lấy thần thức chuyên âm, không muốn để cho những người khác biết lá bài tẩy to lớn nhất của hắn. 10 đời thần thông, cửu thế quy nhất thân hình của cổ đạo nhất run lên, trong cơ thể hắn lại đi ra một người, sau đó run lên, đi ra người thứ hai, sau đó người thứ ba, thứ tư, cho đến thứ chín mới thôi, lại thêm bản thân hắn, tổng cộng 10 người. Đây là hắn trước sau 10 đời, thông qua thần thông đời thứ 10, gọi chín thế thân đi ra. 10 người, dáng dấp hoàn toàn khác nhau, cũng còn tốt chính là, cái này bị cảnh giới bản thân của cổ đạo nhất ảnh hưởng, tu vi của chín người này cùng hắn tương đương, bằng không hắn mời ra chín thánh nhân đến, thiên hạ ai có thể chặn nhưng cái này đã đủ đáng sợ chín thế thân nắm giữ thần thông mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ hiện tại chín thế thân cùng xuất hiện điều này có ý vị gì những thần thông bí pháp này có thể trong cùng một lúc dùng đến phía dưới tất cả mọi người đều nhìn mà con mắt đăm đăm cái này một cái đánh không lại liền mời chín cái đến cùng đánh ai nhận được a à? chết cổ đạo nhất hét lớn một tiếng chín thế thân cũng đồng dạng gầm lên dữ dội phân biệt vận chuyển ra một môn thần thông chính là huyết thần chỉ thiên ý đao, chiêu thiên côn, bách quỷ giả dạ hành. Đánh về phía lăng hàn, mười đời cùng xuất hiện, thiên hạ ai có thể địch. Long hương nguyệt cao mày, tử thần phong cao mày, hồng ma cao mày, trình tiểu phàm cao mày, thiên hạ đệ nhị cao mày, chỉ có vũ hoàng lộ ra chiến ý hưng phấn, hắn gặp mạnh chiến ý lại càng mạnh, thắng bại thì bị hắn hoàn toàn ném qua một bên. Thân thể mềm mại của loạn tinh nữ hoàng run rẩy, đây là thủ đoạn từ cử tử thiên công lột xác ra, nhìn nàng có thể hóa ra chín phân thân, nhưng cổ đạo nhất là chín thế thân, là hai con đường khác nhau, nhưng có thể dung hợp, làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, đối với cổ đạo nhất cũng như thế, hắn có thể tu ra chín phân thân, tự nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Vô tận bí pháp kéo tới, Lăng Hàn làm sao chặn. Một cái, thậm chí hai cái, Lăng Hàn còn có thể ngang hàng, nhưng chín cái. Vậy làm sao cũng không thể, Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay phải run lên, soạt, Tiên ma kiếm bị hắn ném ra ngoài, chém về phía cổ đạo nhất. Cổ đạo nhất hoàn toàn không sợ, mười đời cùng xuất hiện, đây là trạng thái mạnh nhất của hắn, trong cùng cấp không người nào có thể địch. Bản thể của hắn đưa tay chộp tới tiên ma kiếm, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy được thanh kiếm này bất phàm, nhất thời có ý chiếm làm của riêng. Chỉ là tay của hắn mới duỗi ra, đã thấy tiên ma kiếm chìm xuống, chém về phía dưới chân của hắn. Ô, chém sai phương hướng rồi sao? Nhưng hắn lập tức hiểu được chiều kiếm này của lăng hàn căn bản không phải chém hắn mà là chém phù thạch dưới chân của hắn dựa vào đề tiện cổ đạo nhất hét lớn một tiếng vội vã mở ra nguyên lực bảo vệ phù thạch tiên ma kiếm chém tới phóng ra thần quang vô tận đây chính là tiên khí tương lai ai có thể cứng rắn chống đỡ một đòn của nó một kiếm hạ xuống tấm chắn nguyên lực căn bản thùng rỗng kêu to tiên ma kiếm phá vào chém ở trên phù thạch đùng tiên kiếm bá đạo cỡ nào phù thạch nhất thời nát tan ta đề, cổ đạo nhất phát ra một tiếng tràn ngập oan ức, phẫn nộ giống to, oanh, thân thể cấp tốc rơi rụng. Cường giả, thiên kiêu, vương giả như hắn, lẽ ra không để bất kỳ vinh nhục ở trong lòng, bởi vì hắn đứng ở đỉnh thế giới. Nhưng cách làm của Lăng Hàn thực quá không chân chính, để hắn không nhịn được thất thố chửi má nó. Có thể thấy được, hắn tức giận lợi hại đến mức nào. Bị âm thảm, bản thể của cổ đạo nhất vừa rơi xuống, chín thế thân tự nhiên cũng hạ xuống theo, mắt thấy công kích liền muốn oanh lên Lăng Hàn, nhưng lại cùng nhau rơi xuống uy hiếp tự nhiên là biến mất cái này thấy cảnh này tất cả mọi người vô cùng đồng tình cổ đạo nhất đổi thành bọn họ cũng chửi má nó a à. ai nói lăng hàn tới tới đi đi chỉ có một chiêu người ta lại ra một chiêu nhìn xem trong nháy mắt cổ đạo nhất liền thất bại nếu như lăng hàn vừa lên liền chơi chiêu này mọi người nhất định sẽ vô cùng xem thường cho rằng hắn đê tiện nhưng lăng hàn trước cùng cổ đạo nhất đại chiến đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của hắn bởi vậy tuy một chiêu này hơi đê tiện, nhưng mọi người chỉ thán phục trí tuệ của hắn. Người thẳng thắn, có thể tử chiến, vậy cũng gọi là vương giả. Mãng phu còn tạm được, ha ha ha, thật không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tại sao ta cảm giác cái này có chút giống như đã từng quen biết nhỉ? Đại hắc cầu kia, ha ha, phong cách của Lăng Hàn cùng đại hắc cầu kia thật là khá giống, người bị hắn chọc, khẳng định cực kỳ phiền muộn. Một lúc sau, phía dưới truyền đến tiếng cười lớn, tỉ mỉ ngẫm lại, đây quả thật là rất buồn cười. Cổ đạo nhất từng bước một hàm dưỡng, mắt thấy sắp ra chiêu mạnh mẽ nhất, lại bị hãm hại. Tương phản lớn như thế, khiến người ta không nhịn được cười. Oanh, cổ đạo nhất té rớt đến đáy vực, vung lên cho bụi, ở trong trầm uyên cốc có quy tắc đặc thù, chính là tinh thần cảnh cũng không thể phi hành. Hắn lập tức bò dậy, phát ra gầm lên giận dữ, tràn ngập cuồng bạo cùng sát ý. Lần ngã xuống này, tuyệt đối là sỉ nhục to lớn nhất trên đường đời của hắn, đừng nhìn chỉ là ngàn trượng, Ngã xuống cũng chỉ chừng 10 hô hấp thời gian, nhưng hắn một đường hạ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy người mỗi một tầng đều lộ ra vẻ mặt cười nhạo Điều này làm cho mặt của hắn đỏ bừng, suýt chút nữa nổ tung Vô cùng nhục nhã, hầu như có thể so với lúc trước bị trục xuất ra tiên vực Ta muốn giết ngươi, hắn từng chữ từng chữ nói, tóc đen mút trời mà lên, vẫn nộ thiêu đốt đến điên cuồng Hắn một lần nữa lấy một khối phù thạch, một đường giết tới, tốc độ nhanh kinh người bởi vì hiện tại cao thủ khẳng định đều ở thượng tầng, phía dưới ai có thể ngăn trở hắn. Dù tổ đội cũng vô dụng, ở trước mặt vương giả đỉnh cấp, chỉ là 12 người lại tính là gì? Trái lại lăng hàn, tốc độ hắn tăng lên lại chậm hơn nhiều, bởi vì cùng hắn ngang hàng đều là người mạnh nhất đương đại, muốn thắng. Khó, mà coi như có thể thắng, cũng phải tiêu tốn thời gian rất dài. Bởi vì người ở phía trên quá ít, tăng lên một bước vô cùng khó khăn, vương giả đỉnh cấp trong lúc đó lại không muốn dễ dàng khai chiến. Bởi vậy mọi người đều đang đợi, chờ người tới sau, vậy dĩ nhiên là có đá kê chân. Chương 1550, cổ đạo nhất nổi giận. Bọn họ chiến đấu phải lưu đến cuối cùng, ở một khắc leo lên phù thạch màu vàng đó, bằng không hoàn toàn không cần thiết vào lúc này khai chiến, chỉ cần mọi người duy trì ở độ cao đồng nhất, vậy tự nhiên có thể được thiên địa phúc vận tương đồng, hà tất tử đấu. Lang, Hàn, tốc độ của cổ đạo nhất cực nhanh, một đường từ phía dưới giết tới, hiện tại cầu thang đã thành mỗi một lần hắn ra tay liền có thể tăng lên trên hai ba trượng, khoảng cách ngàn trượng lại cần bao lâu. Hắn đã vô cùng phẫn nộ, lấy ra một thanh thần kiếm, đây là hắn ở đời thứ nhất luyện thành, chính là thánh khí hàng thật đúng giá, hơn nữa còn là cấp 20, mạnh nhất thần giới. Một kiếm chém qua, đùng, nhưng một viên gạch lặng yên xuất hiện, chặn lại mũi kiếm, chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng ra tay, trong tay mang theo một viên gạch, chiến ý như sôi. Chiêu kiếm này càng im bặt mà dừng, cái gì, thấy cảnh này, người phía dưới đều xô trào, kia là một đòn ôm hận của cổ đạo nhất, nhưng lại bị mạnh mẽ cản lại, nói rõ người xuất thủ thực lực không dưới cổ đạo nhất là ai a à, hùng hổ như thế. bọn họ nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng, tuy cách một tầng vải, nhưng tất cả mọi người có thể phát hiện phong tình mê người. đây là một tuyệt sắc mỹ nhân không cần hiển lộ hình dáng liền có thể làm cho tất cả mọi người mê đảo. Người dám ngăn chờ ta, cổ đạo nhất lớn tiếng nói, cả người hắn tỏa ra khí phách cùng sát khí, thời khắc này ai muốn ngăn trở hắn, hắn liền giết kẻ đó. Ngăn trở không được sao, loạn tinh nữ hoàng cười gần, làm can, ngươi là món đồ gì, cổ đạo nhất ngẩn ra, thật không nghĩ tới, nữ nhân này lại còn cuồng, còn muốn bá đạo hơn hắn, chỉ là một nữ lưu mà thôi, làm sao có khả năng có lòng giả như vậy. Hắn thật là có chút yêu thích nữ nhân này, có điều, đối phương cũng tu luyện cử tử thiên công, nhất định phải bị hắn nuốt chừng thân thể, hắn lại không thể chiếm làm của riêng, bởi vậy, ở trong mắt hắn mặc kệ đối phương dáng rất đẹp ra sao, mị lực mê người thế nào, đều chỉ là công cụ dùng để tăng lên thực lực của hắn. Hắn làm sao có khả năng yêu thích một công cụ chứ? Chết, hắn một chỉ điểm ra, đây là huyết thần chỉ. Loạn tinh nữ hoàng vung tay lên, lấy viên gạch đón nhận. Chỉ điểm qua, nhưng chẳng có cái gì phát sinh. Uy lực một chỉ này, bị viên gạch hoàn toàn hấp thu. Thái sơ thạch, hỗn độn nguyên thạch diễn hóa, thiên địa sơ khai thì sinh ra bản nguyên thạch, có thể hấp thu tất cả công kích dưới sáng thế cảnh, tuy hiện tại uy năng cũng bị hạn chế, nhưng uy năng vẫn cực kỳ lớn. Chỉ ít uy lực của huyết thần chỉ còn chưa đủ, có thể phải vận chuyển thần thông thập thế, hợp hết thải bí pháp của cửu thế thân mới có thể đánh tan cực hạn của thái sơ thạch. Vấn đề là, hắn không cách nào trực tiếp vận chuyển ra thần thông thập thế, nhất định phải cửu thế trước tiên ra, mới có thể nổ ra vô thượng bí pháp đời thứ 10. Người không có tư cách chặn con đường của phu quân ta. Loạn tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói, nàng ở trên cao nhìn xuống chỉ vào cổ đạo nhất phảng phất như một vị đế vương trách cứ thần dân bất kính vì lăng hàn nàng sẽ chặn bất kỳ cường giả nào có uy hiếp đến hắn nữ hoàng ôn nhu chỉ vì một người tỏa ra sắc mặt của cổ đạo nhất tái xanh hắn không cho là loạn tinh nữ hoàng có thể ngăn cản mình nhưng một nữ tử thực lực hầu như có thể sánh ngang hắn bởi vì một nam nhân có thể làm đến mức độ như thế lại để hắn đố kỵ ngăn chờ ta ngươi là đang tìm chết hắn uy nghiêm đáng sợ nói nằm mộng ban ngày loạn tinh nữ hoàng lãnh đạm nói hiện tại cảnh giới của mọi người giống nhau mà sau khi thả ra hạn chế tu vi của hai người cũng giống nhau bởi vậy nàng có thể chiến với cổ đạo nhất hai người đều tu cửu tử thiên công nhất định có một người làm gả y cho đối phương bởi vậy nàng nhất định phải thắng đây là một trận tử đấu không thể tránh khỏi cổ đạo nhất lại không trả lời chỉ có lửa giận rực cháy hắn cùng loạn tinh nữ hoàng trong lúc đó chỉ có thể sống một người nhưng lúc này hiển nhiên không phải địa phương tử đấu tốt chỉ cần phù thạch vừa vỡ Tự nhiên liền thoát ly chiến đấu. Hơn nữa, mục tiêu của hắn là phù thạch màu vàng, bên trong có cơ duyên lớn của hắn. Đáng ghét a, hắn chiến ý xô trào, quyết định mau chóng đánh bại loạn tinh nữ hoàng, đuổi theo Lăng Hàn, thành người thứ nhất trèo lên phù thạch màu vàng. Thần thông nhất thế, thần thông nhị thế, thần thông thập thế, Cổ đạo nhất ra tay toàn lực, trải qua một phen xúc thế, mười đời lại ra. Cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng ác chiến, giờ khắc này cảnh giới của hai người tương đồng tu vi chân chính cũng không khác biệt, hơn nữa đều tu luyện cửu tử thiên công, có thể nói là kình địch, cho dù cổ đạo nhất tu ra tiên thai, có thể triệu hoán chín thế thân giúp đỡ, nhưng loạn tinh nữ hoàng cầm một viên gạch trong tay, thiên hạ ta có. Đây chính là thái sơ thạch, có thể hấp thu tất cả lực lượng, hạn mức tối đa cao tới sáng thế cảnh, cho dù ở chỗ này bị suy yếu hiệu quả, cũng vô cùng bá đạo, đủ để nữ hoàng đại nhân đối kháng cổ đạo nhất. Chiến bất bại nữ hoàng, cổ đạo nhất liền không thể được phù thạch, không chiếm được phù thạch, Hắn liền không cách nào tăng lên nữa, để hắn vô cùng phẫn nộ, không ngừng phát ra gầm nhẹ, nhưng loạn tinh nữ hoàng ở trên cao nhìn xuống, gắt gao đè ép hắn, căn bản bó tay hết cách. Lăng Hàn Yên lòng, hắn nhìn về phía trên, mấy vương giả đỉnh cấp đều đang tiến hành điều chỉnh, chờ đợi xung kích cuối cùng. Hiện tại còn không phải thời điểm xuất thủ. Lăng Hàn thầm lắc đầu, bởi vì cho dù đoạt lại phù thạch của những vương giả này, cũng không đủ để hắn tăng lên tới độ cao của phù thạch màu vàng nhất định phải có càng nhiều người tới cung cấp đá đạp chân rất nhanh phía dưới đã hình thành thê đội hoàn chỉnh người thực lực mạnh mẽ có thể một đường giết tới căn bản không cần chờ người tiến vào giai đoạn thứ hai càng ngày càng nhiều từ mười mấy đến hơn trăm lại tới mấy trăm hơn một nghìn hơn vạn lần này nghênh đón muôn hoa đua sắc số lượng thiên tài vương giả vượt xa bất luận thời điểm nào bởi vậy người tiến vào giai đoạn thứ cũng càng ngày càng nhiều gợi ra chiến đấu kịch liệt mấy người lăng hàn tử thần phong Long Hương Nguyệt cũng dồn dập ra tay, tiếp tục tăng lên độ cao của mình. Khô, lên trên mấy trượng, giữa bầu trời đột nhiên có kình phong mãnh liệt, bọn người lăng hàn cảm giác được dưới chân tung bay, có một loại cảm giác muốn cưỡi gió bay đi. chương 1551, nỗ lực cuối cùng. Nhưng nếu như rời phù thạch, vậy liền rớt đến đáy vực, tương đương với phải bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ vội vã vận chuyển nguyên lực, đối kháng kình phong, dù như vậy, vẫn để cho dưới chân bọn họ bất ổn, khó duy trì thân hình, có mấy người vừa giết tới độ cao này, kinh phong thổi một hơi, trực tiếp kêu thảm một tiếng rơi xuống thung lũng. Hiện tại, có thể ổn ở độ cao này chỉ mười mấy người, nhưng cách phủ thạch màu vàng còn tới mười trường. Cái này nhìn như rất gần, nhưng dựa theo một khối phủ thạch có thể tăng lên trên hai trường để tính, muốn hình thành một cầu thang, để một người trèo đỉnh, điều này cần 32 khối phủ thạch, cũng chính là 32 vương giả có thể ổn định ở khu vực này. Cái này quá khó khăn. Chẳng trách trước nhiều năm như vậy không có người nào có thể tới phủ thạch màu vàng, bởi vì số lượng vương giả hàng đầu quá ít, tiến vào giai đoạn cuối cùng, căn bản không có đối thủ có thể để cho hắn tăng lên. Nhưng mười mấy người cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì người chiến bại có thể giết về, chỉ cần số lượng kém không phải nhiều thái quá, vẫn có thể không ngừng đẩy độ cao lên. Hiện tại, bọn họ không thể hy vọng gại yếu tới làm đá đạp chân, cường giả trong lúc đó nhất định phải chiến một trận, dù là vương giả đỉnh cấp cũng phải trở thành đá đạp chân cho vương giả khác, bằng không thì không có một người có thể trèo đỉnh. Giết, vương giả đỉnh cấp đương nhiên mỗi người đều có ngạo khí, nếu có thể trèo đỉnh, bọn họ tuyệt không nguyện ngang hàng những người khác, chỉ đình trệ ngắn ngủi, một hồi loạn chiến lập tức triển khai. Lang Hàn cũng không chút lưu tình, hai tay tung bay, không ngừng triển khai lôi đỉnh kiếm pháp, từng ánh kiếm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn nhận thức kiếm đạo lại có thêm đột phá, ta tức là kiếm, hà tất câu nệ ở hình, Giờ tay nhấc chân đều là kiếm, ngay cả sợi tóc cũng có thể phát ra kiếm khí, mà trong lôi đỉnh kiếm pháp còn hòa vào tuế nguyệt thiên thu, theo hai cái dao hòa càng ngày càng sâu, sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Lực lượng của ta chỉ có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu của ta bây giờ có thể tới bao nhiêu tinh? Lăng Hàn cũng không biết, bởi vì đối thủ của hắn cũng là vương giả đỉnh cấp, có thể vượt qua mấy tinh mà chiến, cũng không có một con số tinh chuẩn để hắn ước định sức chiến đấu của mình không chính xác. Nhưng không đáng kể, hắn muốn không phải chỉ số, mà là vô địch. Chiến chiến chiến, hắn hét dài một tiếng, giết vào trong đám người, như một vị ma vương, khắp nơi khiêu khích. Người ta đều là một trọi một giết, nhưng hắn là liều mạng, gặp người liền ra tay, một bộ muốn trở thành công địch. Đây quả thật là vì hắn kéo đủ cừu hận, rất nhanh liền có bốn đôi vương giả đang chém giết ngừng tay, sau đó cùng nhau công về phía hắn. Dòng dã tám vị vương giả đỉnh cấp A, hô, từng đạo từng đạo thần binh phát huy, có chút càng là cấp bậc hằng hà cảnh, thậm chí đạt đến chuẩn thánh khí, tuy bị hoàn cảnh của nơi này áp chế, nhưng uy lực cũng vượt qua tinh thần cảnh đại cực vị, tuyệt không phải là tiểu cực vị sơ kỳ có thể chặn được. Huống chi, vương giả như vậy tổng cộng có 8 vị. Lăng Hàn không sợ, nếu hắn dám chọc, liền có niềm tin khá lớn, triển khai Trích Tinh Bộ, điều khiển phù thạch dưới chân, hình như quỷ mị, hắn cuối cùng lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Mặc dù nói, kiếm đạo không cần câu nệ ở tình thế tâm ta có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng cái này không đại biểu lấy cái gì uy lực cũng giống nhau. Tiên ma kiếm từ bản chất mà nói, kỳ thực càng thêm lợi hại hơn lăng hàn, cấp độ xa xa nghiền ép. Tiên quang tỏa ra, thần uy vô địch, càng làm cho những vương giả này phiền muộn chính là, lăng hàn chuyên chém phủ thạch dưới chân bọn họ, năng lực phá vỡ của tiên ma kiếm tuyệt đối là mạnh nhất ở thần giới, tấm chắn nguyên lực của bọn họ căn bản thùng rỗng kêu to, chỉ cần bị tiên ma kiếm chém chúng, vậy tất nhiên chỉ có kết quả phá nát bọn họ dồn dập gào thét thân hình rơi xuống nhưng mỗi một người đều biểu hiện sợ hãi chiến đấu với lăng hàn tuyệt đối tuyệt đối không thể gần người bằng không thanh kiếm kia chém qua cái gì cũng không ngăn được hiện tại là phù thạch sau này có thể là thân thể của mình đây cũng quá sắc bén qua bá đạo đi lẽ nào là thánh khí đại thành sao bằng không tại sao có thể có uy lực khủng bố như thế lăng hàn tăng lên trên hai trượng bốn trượng sáu trượng nhưng còn có bốn trượng thì hắn ngừng lại bốn phía không có một đối thủ. Nếu không có người giết tới, hắn cũng chỉ có ngồi bất động ở đây, cho dù thu hoạch thứ nhất, cũng không thể leo lên phù thạch màu vàng. Cho nên nói, các đời tuy ra rất nhiều tuyệt thế thiên tài kinh diễm, nhưng không đủ người cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ có thể tầm mắt bao quát non sông, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, thiên hạ đệ nhị, tử thần phong, Long Hương Nguyệt cùng vương giả cấp 3 có người có thể giết tới, giúp hắn một tay hay không. Lăn xuống đi, Long Hương Nguyệt là người thứ nhất giết tới, nàng tay cầm thần kiếm, khôi giáp trên người hóa thành một chân long uốn lượn, tỏa ra long uy đáng sợ, cái này cho dù đối với vương giả cấp 3 cũng có áp bức lớn lao, cái này cũng là nguyên nhân nàng có thể ở thứ hai giết tới. Mái tóc của nàng tung bay, da thịt trong suốt như ngọc, càng phát ra ánh sáng, làm cho nàng phảng phất như một vị nữ thần. Không, là con gái chiến thần, một kiếm chém tới, kinh diễm cửu thiên. Nàng lấy mục tiêu, cũng là phù thạch dưới chân Lăng Hàn. Ai nói vương giả nhất định phải đường đường mà chiến. Vương giả hiếu chiến, nhưng này là để chứng minh thực lực của mình. Ở đây, hiển nhiên trèo lên phù thạch màu vàng mới trọng yếu nhất, cũng chứng minh thực lực của mình cao nhất. Vạn cổ tới nay, mỗi lần trầm uyên cốc mở ra đều sẽ có người thứ nhất xuất hiện, nhưng trèo lên phù thạch màu vàng lại chưa từng có ai. Đạp lên, khai sáng lịch sử, nói không chắc cũng sẽ mở ra một thời đại thuộc về mình. Các vương giả đều rất tin tưởng số mệnh, từ nơi sâu xa có thiên định, mỗi thời đại đều có một thiên tri kiêu tử, dẫn dắt thiên địa đại thế, chúa tể một thời đại. Ở chỗ bọn hắn, như bây giờ chúa tể chính là tinh sa đại thánh, tuy không phải thánh vương, nhưng cả thế gian vô địch, không phải thánh vương nhưng hơn hẳn thánh vương. Bây giờ võ đạo thịnh thế nghênh đón thiên tài bạo phát, số mệnh liền càng trọng yếu hơn. chương 1552, Mượn Sừng Rồng Nhìn vương giả đỉnh cấp như bọn họ, người nào không phải thiên tài tuyệt đỉnh, thậm chí còn có tiên thai như cổ đạo nhất, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể tiếu ngạo thiên hạ, chiếm cứ vương tọa duy nhất. Làm sao bộc lộ tài năng, tranh đoạt số mệnh, người thắng, số mệnh hưng thịnh, người bại, số mệnh suy sụp, đây là vô hình, nhưng sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng thể hiện ra. Cường giả số mệnh mạnh, tiến vào di tích cổ có thể một đường thông thuật, được bảo vật, người số mệnh kém, liên tiếp gặp nạn, hơn nữa còn không có thu hoạch gì. Kéo dài như thế, dù là vương giả đỉnh cấp cũng sẽ tranh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vậy, cho dù trèo lên phù thạch màu vàng không mang đến chỗ tốt quá mức, Long Hương Nguyệt, bao quát đám người Lăng Hàn cũng sẽ nỗ lực, toàn lực một kích. Chiến thắng hết thảy vương giả cùng thời đại, lên ngôi làm vua, đây là số mệnh chi tranh. Vì thế, đương nhiên là không chừa thủ đoạn nào. Long Hương Nguyệt một kiếm chém tới, ánh kiếm trùng thiên, vô số đạo thần văn tỏa ra, trong thiên địa có Long Ngâm, cực kinh người kỳ. Lăng Hàn đánh ra tuế Nguyệt Thiên Thu, dễ dàng hóa giải công kích của đối thủ, ngoại trừ cổ đạo nhất loại tiên vực vương giả, bí pháp phương giả của thần giới vẫn không có mấy cái là tuế nguyệt thiên thu không thể hóa giải. Trừ khi là cổ tộc hậu duệ, bên trong cơ thể của bọn họ chảy máu của tiên vực, có thể thức tỉnh tiên thuật, vạn nhất cái nào huyết mạch thuần khiết, vậy vận dụng tiên thuật khẳng định cũng uy lực vô cùng. Công kích đánh về phía lăng hàn, nói một cách chính xác, là công kích đánh về phía phù thạch toàn bộ bị lão hóa, bản thân lăng hàn thể phách kinh người, ngược lại không lưu ý liệu có bị công kích oanh đến hay không. Hắn nhìn Long Hương Nguyệt, lộ ra vẻ mong đợi nói ngươi là đời sau của chân long long hương nguyệt xứng sờ làm sao ở thời điểm chiến đấu đột nhiên hỏi cái này nàng hư một tiếng nói cùng ngươi có quan hệ gì chứ quan hệ rất lớn a à. lang hàn nghiêm mặt nói nếu như ngươi là chân long hậu duệ vậy chờ ngươi bước vào sáng thế cảnh đưa ta một cái sừng rồng được không hắn nhớ ước định cùng lôi hỏa đại đế lấy sừng chân long lông thiên phượng đổi lấy một môn bí thuật của đối phương bây giờ suy nghĩ một chút lôi hỏa đại đế tất nhiên là cường giả tiên vực Chẳng qua là ban đầu con biết vì sao lại chạy đến Hằng Thiên Đại Lục a. À. Hồ nữ, Lôi Hỏa Đại Đế, còn có Hắc Tháp, nhiều người và vật đã từng thuộc về tiên vực như vậy, còn xuất hiện ở trong một tiểu thế giới, nghĩ như thế nào cũng không bình thường a. À. Bởi vậy Lăng Hàn vô cùng tích cực, muốn tìm bốn đồ vật kia trao đổi Bất Động Minh Vương Kim Thân Đại Thần Thông, lại được một môn tiên thuật. Mơ háo, nhưng sắc mặt của Long Hương Nguyệt kịch biến, thật giống như chịu ô nhục, một kiếm lại chém qua, trở nên điên cuồng, hơn nữa trước nàng công chính là phù thạch dưới chân lăng hàn, nhưng hiện tại là chém bản thân lăng hàn. Tuy hai người người nào thành công, hiệu quả đều giống nhau, nhưng thay đổi như vậy lại thêm Long Hương Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ như lửa, để lăng hàn tin tưởng không phải đơn giản như vậy a à. Kỳ quái, muốn cái sừng rồng mà thôi, người mọc ra cái khác là được rồi, làm gì ngạc nhiên như thế, lại không phải muốn người dân ra trinh tiết. Tiểu hàn tử, sừng rồng ở Long Tộc mà nói chính là tín vật đính ước, người hỏi người ta muốn sừng rồng, không phải muốn lên giường của người ta sao? Đại hắc cầu giết tới, cách lăng hàn chỉ 6 trượng. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Vậy thì chẳng trách Long Hương Nguyệt thẹn quá thành giận, có điều, sao hách liên tầm tuyết chưa từng đưa qua cho mình sừng rồng nhỉ, lẽ nào là bởi vì sinh trưởng ở trong tiểu thế giới, không có quy củ như vậy. Chó hoang, Long Hương Nguyệt cắn răng, đột nhiên một kiếm chém tới đại hắc cẩu, cái này nói thô bỉ như vậy, quả thực chính là đổ dầu vào lửa. Nhưng nơi này có hạn chế đặc thù, ánh kiếm chỉ chém ra hai trượng liền im bặt, thần kỳ biến mất rồi. Đại hắc cầu đứng thẳng người lên, tư thái hèn hạ mười phần nói. Muốn lên ngươi lại không phải cầu ra, mà là tiểu tử kia, người hung ác với cầu ra làm gì. Có điều, cầu ra vừa vặn thiếu mấy nhân sủng, mặc dù ngươi là chân long hậu duệ nhưng bản tọa ngược lại cũng không ngại thu long sủng làm thú cưỡi. a à, long hương nguyệt phát điên, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn liên tục chém đánh về phía đại hắc cầu. Chỉ là ánh sáng đom đóm, ở trước mặt bổn tọa bé nhỏ không đáng kể. Đại hắc cầu chắp hai chân trước ở sau lưng, thật giống như Long Hương Nguyệt công kích là nó xóa đi vậy, được kêu là cực kỳ tinh tướng. Ngay cả Lăng Hàn cũng có chút xem không nổi, còn đại hắc cầu này cũng quá bắt nạt người. Chết, nhưng một cái chớp mắt, Long Hương Nguyệt lại chém về phía hắn, trên mặt cười chứa xương lạnh dày đặc, hiển nhiên đem oan ức, phẫn nộ ăn ở chỗ đại hắc cầu, đều tái giá đến trên người Lăng Hàn. Dựa vào, cái con chó chết này, Lăng Hàn ra tay, thiên Huy đẩy ra, cho dù là khí thức của chân long thì đã làm sao, vào tới trước người hắn liền bị văng ra, hơn nữa hung hăng phản kích, mạnh mẽ tước đi hai tinh lực lượng của Long Hương Nguyệt. Ừm, Long Hương Nguyệt hét lên kinh ngạc, đột nhiên bị tước đi hai tinh lực lượng, đánh nàng một cái trở tay không kịp, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, ngay cả vương giả như nàng cũng xuất hiện hoang mang. Lăng Hàn nhân cơ hội một kiếm chém qua, Long Hương Nguyệt nhất thời bị đánh bay xuống phủ thạch. Lực lượng giảm gấp trăm lần, lại thêm trước đó phẫn nộ, hiện tại hoang mang, thực lực của nàng phát huy tự nhiên vô cùng thê thảm, một chiêu liền thua. Phù thạch dưới chân lăng hàn nuốt chửng phù thạch của Long Hương Nguyệt, thân hình nhất thời lại tăng hai trượng. Chỉ cần ăn một tảng đá nữa, hắn liền có thể trèo đỉnh, mà thời gian. Còn có ba canh giờ, đủ, đúng lúc này, tử thần phong, thiên hạ đệ nhị, hồng ma gần như cùng lúc đó giết tới, bọn họ phân biệt đánh bại Vũ Hoàng, trình tiểu phàm cùng vương giả tuyệt đỉnh, triển khai đấu võ cuối cùng. Hiển nhiên, lần này khẳng định có người sẽ trèo đỉnh, nhưng đến tột cùng là người nào đây? Tứ đại vương giả, mỗi người đều có khả năng, bọn họ cũng không có lập tức khai chiến, bởi vì một khi xuất hiện tình huống một đánh ba, sẽ là sự tình vô cùng gay gâu, cho dù là vương giả như bọn họ cũng có thể bị thua. Nhưng một bên khác, đám vương giả Vũ Hoàng, Trình Tiểu Phàm, Long Hương Nguyệt tạm thời thất lợi đang hỏa tốc chạy tới, một khi bọn họ gia nhập chiến đoàn, vậy nhân tố không xác định càng to lớn hơn nữa. Chương 1553, kẹo hồ lô. Bốn người lăng hàn nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng loạt ra tay. Bọn họ không có kết minh với ai, mà là hỗn chiến. Chỉ cần có một người bị thua, vậy cướp khối phủ thạch này liền có thể trèo lên. Trận chiến cuối cùng, thời gian không chờ người, giết. Bốn người lập tức lấy ra sát chiêu mạnh nhất, đánh về phía ba người khác. Bọn họ không để ý người thứ nhất bị thua là ai, chỉ cần có người thua là được. Lăng Hàn cười hì hì, phát động thiên uy, vù, tam đại vương giả đồng thời biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ lực lượng của mình lại đột nhiên giảm hai tinh bọn họ không phải là không có biện pháp đối kháng nhưng trong trước mắt không hề chuẩn bị chúng chiêu như thế để bọn họ căn bản không phản ứng kịp càng ghê tởm chính là lăng hàn chờ bọn họ vừa đánh ra công kích mới ra chiêu như thế nếu như vừa bắt đầu đã như thế vậy bọn họ đánh ra công kích tự nhiên sẽ suy yếu gấp trăm lần nhưng còn bây giờ thì sao công kích bọn họ đánh về những người khác là trạng thái mạnh nhất nhưng sau một đòn sức phòng ngự bản thân lại giảm gấp trăm lần tương đương với tứ đại vương giả liên thủ công kích nhưng trong mấy người bị công kích ngoại trừ lăng hàn những người khác thực lực giảm gấp trăm lần chuyện này làm sao chơi oanh 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 không có chút hồi hộp nào tam đại vương giả bị cùng một lúc bay xuống phù thạch cái này còn chưa đủ tạo thành trọng thương cho bọn họ đặt ở bình thường chỉ là ăn chút thiệt nhỏ nhưng hiện tại không giống một khi bọn họ thoát ly phù thạch cũng chỉ có ngã xuống trong nháy mắt lăng hàn được ba khối phù thạch hắn muốn lên đỉnh Phù thạch dưới chân của hắn hấp thu những tảng đá khác, hình thể tăng lớn, sắp cùng khối phù thạch màu vàng ngang nhau. Người phía dưới đều nhìn, chẳng ai không lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng trèo đỉnh lại là Lăng Hàn. Hắn không phải vương giả cấp 3 a. Lăng Hàn, cổ đạo nhất gào thét, hắn bị loạn tinh nữ hoàng kéo chặt, thậm chí ngay cả cơ hội trèo đỉnh cũng không có, để hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu ngươi lại dám đạp một bước, ta liền giết ngươi nói giống như ta sợ ngươi lắm vậy. Lăng Hàn diếu cợt một tiếng, nhấc chân, không chút do so dự đi về phía phủ thạch màu vàng. Phù thạch màu vàng tỏa ra kim quang, cả người Lăng Hàn cũng phủ kín kim quang, thật giống như một vị chiến thần, đạp ở trên không, nghiền ép chúng sinh. Tình cảnh này, nhìn mà mọi người tâm thần đong đưa. Đây là tạo hóa của cầu gia. Đại hắc cầu không biết lúc nào giết tới, nó cách Lăng Hàn chỉ hai trượng, nhưng không có phù thạch để nó tiếp tục tăng lên, nhưng nó ra sức nhảy một cái, cắn tới mắt cá chân của Lăng Hàn. Tốc độ của nó thật nhanh, nhưng nơi này có quy tắc của nơi này, khi nó muốn nhào tới bên chân Lăng Hàn thì, một nguồn lực lượng vô hình xuất hiện, thật giống như một chiếc phóng, cấp tốc cầm cố thân hình của nó. Ta cắn, ta cắn, đại hắc cầu không ngừng há mồm, chuyện quái gì xuất hiện, tấm lưới giống như bị nó mạnh mẽ cắn ra một lỗ, dò đầu chó ra, đùng, một mực cắn ở trên mắt cá chân của Lăng Hàn. Đệt, Lăng Hàn nhe răng, Thể phách của hắn cực kỳ kinh người, nhưng răng của đại hắc cẩu giống như tiên binh, cắn đến hắn cũng đau đớn. Chó chết, thả miệng, thả miệng, lang hàn vội vã quát, không thả, chết cũng không thả, đây là cơ duyên của cẩu ra. Đại hắc cẩu một bên gắt gao cắn vào, một bên lại còn có thể nói chuyện, không thể không khiến người ta khâm phục. Phía dưới, Long Hương Nguyệt đã là người thứ nhất giết tới. Lăng Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là cố gắng rút chân, muốn kéo đại hắc cầu tới nhưng nơi này có hạn chế, đại hắc cầu chỉ cắn ra một cái động cỡ đầu chó, muốn thân thể cùng một chỗ vào là khó khăn cỡ nào. Lăng Hàn như kéo co, từng tấc từng tấc kéo đại hắc cầu lên. Tiểu Hàn tử, người chưa ăn cơm sao, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, hung bà nương phía sau kia sắp xiết tới rồi. Đại hắc cầu còn dục chó chết, người mau thả miệng. Lăng Hàn kêu lên, chết cũng không thả, đại hắc cầu lắc đầu liên tục. Lúc này, Long Hương Nguyệt đã đuổi theo, thực lực của nàng quá mạnh mẽ, một đường hầu như nghiền ép, ung dung đăng lâm, chỉ có tiến vào khu vực 10 trượng cuối cùng, tốc độ của nàng mới chậm lại, hết cách rồi, vương giả có thể đặt chân nơi này thực quá ít. Dù như vậy, nàng vẫn áp sát lại đây, chờ cách đại hắc cầu còn hai trượng, nàng một kiếm xẹt qua, chém về phía đại hắc cầu. Chó cái A, à, đại hắc cầu kêu thảm thiết, nhưng dọa người chính là, sức phòng ngự của nó lại không kém lăng hàn, chiêu kiếm này chém tới chỉ có hỏa tinh bắn lên, nó không tổn thương mảy may. Đau chết cầu ra, nó kêu to hoa hoa, gọi vô cùng thê thảm, người phía dưới đều nghiến răng, người căn bản một cọng lông cũng không mất, gọi cái giam a. Gặp qua vô lại, nhưng vô lại như thế thực là lần đầu tiên gặp phải. Long Hương Nguyệt cũng trợn mắt ngoác mồm, tuy chiều kiếm này không phải toàn lực, nhưng cũng không đến nổi ngay cả lông chó cũng không thể chém xuống a, còn chó hoang này. Rất không tầm thường, Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ tới đại hắc cẩu đến từ tiên vực, hơn nữa còn là trong tiên đản của một di tích cổ ấp ra, lại tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, nắm giữ chút năng lực đặc biệt cũng hợp tình hợp lý. Long Hương Nguyệt lại chém mấy cái, đại hắc cầu tự nhiên kêu thảm thiết không ngừng, cũng không có một kiếm có thể tạo thành thương tổn thực chất, hoàn toàn chính là con chó hoang này kêu loạn. Tiểu tử, mau nâng cầu ra lên, nếu không cái mông của cầu ra sẽ thành hai mảnh. Đại hắc cầu kêu lên, phí lời, cái mông người nào không phải hai mảnh. Lang Hàn cười nói, há, cầu ra bị chém tổn thương, hoảng không chọn lời. Tiểu tử, mau đỡ a, người chưa ăn no sao? Đại hắc cẩu lại dục Lăng Hàn chỉ muốn đạp mặt con chó chết này, nhưng nó chết cắn không tha, Lăng Hàn cũng chỉ có ra sức kéo nó, sau đó sẽ một cước đạp bay nó. Ở cố sức kéo, đại hắc cẩu một tấc một tấc lên trên. Mắt thấy một nửa thân thể đều muốn đi qua, Long Hương Nguyệt đột nhiên nhảy tới, nắm lấy đuôi của đại hắc cẩu, cái này nói rõ là muốn đi nhờ xe, cùng nhau đi tới. Soạt, phù thạch dưới chân nàng rất xuống, dựa cả vào đại hắc cẩu treo ở trên không trung ta sát, như vậy cũng được. Người phía dưới nhìn mà khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy năm nay chiến đấu sao sung sướng như vậy, ba người đã biến thành kẹo hồ lô, còn có thể khôi hài một chút sao. chương 1554, bắt làm sao? Số bà nương, màu buông tay, đuôi của cậu ra sắp bị người kéo đứt đoạn mất. Đại hắc cậu gọi, Long Hương Nguyệt làm sao để ý đến nó, chính là chết cầm lấy không tha. Trên đuôi của cậu ra có hoàng kim, không phải người nào cũng có thể sờ. Đại hắc cầu lại gọi, Long hương nguyệt im lặng là vàng lúc này mấy người tử thần phong thiên hạ đệ nhị hồng ma cũng lần thứ hai giết tới bọn họ không nói hai lời cũng tóm tới đuôi của đại hắc cẩu đã như vậy bọn họ làm sao cũng được leo lên phù thạch màu vàng chia một chén canh ta sát người phía dưới đã không biết nên nói cái gì một cái đuôi cho kéo vài vương giả trẻ tuổi hình ảnh này thấy thế nào cũng buồn cười a à. những cái này thực sự là vương giả đỉnh cấp sao càng nhiều người vào tới ngoại trừ loạn tinh nữ hoàng còn đang tử chiến với cổ đạo nhất vương giả đỉnh cấp khác đều muốn thơm lây chia một chén canh có mấy người không cách nào đối kháng kình phong mười trượng cuối cùng nhưng vẫn có chút người thành công giết tới dồn dập chụp vào đuôi của đại hắc cẩu cái đuôi của đại hắc cẩu chỉ không tới hai thước nào có nhiều địa phương để người ta ra tay như vậy trên đuôi chó rất nhanh nắm đầy tay người người phía sau liền đánh chủ ý tới hai chân sau của nó bắt sâu chuỗi kẹo hồ lô thấy cảnh này lăng hàn đã không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười tràn ngập quái lạ Chó chết mau thả miệng ta đạt được chỗ tốt phân ngươi một phần còn không được sao lăng hàn nói không nên thả miệng đám vương giả phía dưới cùng kêu lên bọn họ không biết trèo đỉnh nhận được chỗ tốt gì nhưng người nào cũng không muốn bỏ qua thả miệng đừng thả miệng hai bên đều kêu to trước đó đại hắc cẩu là người gặp người hận đã sắp trở thành chuột chạy qua đường nhưng hiện tại nhiễm nhiên thành cứu tinh của mọi người người nào cũng không còn định ý người phía dưới đều nhìn mà vui vẻ quái sự năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều a à. người gặp qua một đoàn vương giả níu lấy chân chó đuôi chó chen đến gió thổi không lọt sao trước là sâu kẹo hồ lô bây giờ căn bản chính là một cái tổ ong vỏ vẽ a à. sung sướng quá sung sướng nhiều vương giả biết rõ ràng mình đang bị người chế giễu, nhưng ai cũng không chịu buông tay buông tay vậy khẳng định là bỏ qua vạn cổ kỳ duyên bọn họ đều tin chắc Khối phù thạch màu vàng này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Treo đỉnh, có thể chiếm được kỳ ngộ vạn thế khó gặp. Mọi người đều dùng sức bú sữa mẹ, cầm lấy đại hắc cầu không tha. Chó cái a, à, đại hắc cầu kêu thảm thiết, thể phách của nó vượt xa cảnh giới, nhưng cũng không phải như Lăng Hàn, sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, lúc trước nó từng tu đến cảnh giới cực cao, về sau vì duy trì sinh cơ, nó rơi vào ngủ say, tu vi cũng thuận theo rơi xuống, thể phách lại không. Bởi vậy trước khi khôi phục cảnh giới thể phách của nó không cách nào lại tiến thêm mảy may nhưng tương tự thể phách này cũng vô cùng mạnh mẽ nhưng bị nhiều vương giả treo ở trên người như vậy quy tắc của nơi này lại cực kỳ đặc thù một vương giả tương đương với một ngọn núi cao vậy đuôi chân đều như mang theo mười mấy hai mươi ngọn núi cái này làm sao nhận được đau a à, đại hắc cầu mặt phạn vẹo nước mắt chảy ra nhe răng đầu lưỡi đảo quanh ở trong miệng lang hàn tận tình khuyên nhủ nói tiểu hắc nhả ra đi ngoan vừa nói một bên cố nén cười hiếm khi nhìn thấy con chó hoang này chịu thiệt để hắn cảm giác thật sung sướng đừng nhả người phía dưới cùng kêu lên gọi một cái chỉnh tề a kỳ thực lăng hàn cũng kéo bất động nhiều người như vậy trạng thái bình thường thì không thành vấn đề nhưng nơi này có quy tắc phía dưới kéo lên nhiều người như vậy ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mới không có bị quăng xuống hắn bất động bắt đầu kể chuyện cười cho đại hắc cẩu chỉ cần nó buông lỏng miệng vậy tự nhiên vấn đề gì cũng giải quyết Kỳ thực cũng không phải không có người thông minh, muốn trực tiếp lấy phù thạch đi, nhưng vấn đề là, theo lăng hàn trèo đỉnh, bầu trời ở bước cuối cùng bị đóng kín, ngoại trừ bị đại hắc cầu cắn ra cái động, những nơi khác căn bản không đi được. Bởi vậy, nắm đại hắc cầu, đây là phương pháp duy nhất. Đại hắc cầu mặt nén đến đỏ chót, thứ nhất là đau, lông trên đuôi bị kéo rơi thật nhiều, sắp muốn trụi lũi rồi, hay là bị lăng hàn dụ dỗ Nó bịt lỗ tai không nghe, nhưng lăng hàn là lấy thần thức truyền âm, thẳng vào thức hải để nó không nghe cũng không được. Quan trọng là nó rất dễ bị chọc cười, vừa dụ dỗ liền cười, bởi vậy nó liền khổ, một bên gắt gao cắn lăng hàn, hai bên môi lật lên, là đang cười, nhưng nước mắt ảo ảo chảy ra, kia là đau, có vẻ cực kỳ quái dị. Vương giả so đấu đang yên đang lành, bây giờ lại thành một trò khôi hài, ngay cả vị đại năng kia của tinh xa vũ viện cũng dở khóc dở cười, không biết nên là vẻ mặt gì. Trước nay chưa từng có A, à, lần này, rốt cục có người trèo lên đỉnh, nhất định sẽ mở ra võ đạo thịnh thế, nhưng tình cảnh trước mắt. Ân, ân, ừ ừm soạt, lúc này lại xông lên một vị vương giả, nhưng hắn vừa lên liền bị kình phong thổi bay, nhưng phù thạch của hắn lại gợi ra một hồi biến hóa lớn, để một vị vương giả khác được cơ hội tăng lên một nấc thang, sau đó hắn đi tới, bị một tên vương giả khổ sở chờ đợi đánh bại, đưa người kia tăng lên một nấc thang, sau đó người càng cao hơn được cơ hội, lần thứ hai tăng lên. Bực này để hết thảy người xếp hạng ở phía trên tiến lên một bước nhưng đánh đổi là người phía dưới toàn bộ ngã xuống. Suốt cục, lại có một người đạt đến hai trượng cuối cùng, hắn ra sức nhảy một cái, chộp tới đại hắc cầu. Đừng đến nữa, đại hắc cầu kêu thảm thiết, trên chân, đuôi của nó đều không có địa phương có thể ra tay, người tính nắm chỗ nào. Người kia nhảy lên, mắt nhìn khắp, tóm tới một vật nhỏ, tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể ra tay a. À. Hắn không chút do dự tóm tới, cầm thật chặt, ồ, sắc mặt của đại hắc cầu nhất thời đại biến, vẻ mặt phức tạp hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, bởi vì người cuối cùng kia hoảng không chọn tay, vậy mà nắm lấy đồ chơi giữa hai chân của đại hắc cầu. Trên côn chó mang theo một ngọn núi, khái niệm này nghĩa là gì? Dù đại hắc cầu thể phách kinh người, cũng không luyện được chỗ kia tới tình trạng đăng phong tạo cực A. chương 1555, tạo hóa lớn. Ta sao 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 cả nhà các ngươi, đại hắc cầu khóc dòng nói, cuối cùng không nhịn được há mồm, oanh, nhất thời, tất cả mọi người theo nó cùng một chỗ rơi xuống, có thể nói đổ sộ A. À. Tử thần phong, long hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị, nhiều vương giả, sát A, à, ha 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 ha, người phía dưới đều cười to, cũng không nhịn được nữa. Lăng Hàn bước ra bước cuối cùng, hoàn toàn đạp lên phù thạch màu vàng. Vù, nhất thời, một vệt kim quang bao vây hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, thiên địa cũng hạ xuống cam lộ, thoải mái tất cả mọi người ở trong giai đoạn thứ hai, nhưng các vương giả theo đại hắc cẩu ngã xuống lại một cái cũng không có duyên chiến đấu kết thúc cho dù loạn tinh nữ hoàng cùng cổ đạo nhất cũng bị ép ngừng tay bọn họ không hơn được lực lượng quy tắc trong thung lũng hiện tại là thời điểm hấp thu thiên địa phúc vận không thể sinh sự người bước vào giai đoạn thứ hai khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp lấy mức độ lớn nhất hấp thu chỗ tốt còn người trong thung lũng chỉ có không thể làm gì mà rời đi đại hắc cẩu phát điên cắn loạn về phía mỗi người nếu không có những người này cầm lấy nó hiện tại nó khẳng định đã được lăng hàn kéo lên phù thạch màu vàng. Huống chi, có một gia hỏa còn dám tóm côn côn của nó. Cầu ra cắn chết các ngươi, nó đã biến thành chó điên, khắp nơi cắn người. Mới đầu mọi người còn nhường nó, dù sao cũng đối lý, nhưng đại hắc cầu không để yên ai, cắn liên tục, cuối cùng để những vương giả này nổi giận. Con mẹ nó, bọn họ chẳng mò được cái gì, trong lòng cực kỳ khó chịu đây này. Một cái hai cái, các vương giả bắt đầu phản kích, khi nhân số vượt qua 10 cái, đại hắc cầu cũng không đỡ nổi, không thể làm gì khác hơn là quay đầu bỏ chạy, một lần nữa biến thành chuột chạy qua đường, bị người người gọi đánh gọi giết. Gâu gâu gâu, cầu ra còn sẽ trở về. Đại hắc cầu bỏ xuống một câu như vậy, hóa thành một đạo hắc quang, chạy ra trầm nguyên cốc. Các phương giả dừng lại, đại hắc cầu này cực kỳ gian manh, căn bản không đuổi kịp. Bọn họ dồn dập nhìn về phía bầu trời, khối phủ thạch màu vàng kia tỏa ra thần quang vô tận, óng ánh lóa mắt. Lăng Hàn, được tạo hóa gì đây? Mình sẽ nhận được tạo hóa gì? Lăng Hàn cũng rất muốn biết. Kim thạch phát sáng, Lăng Hàn phát hiện tảng đá dưới chân mình hòa tan, thật giống như đã biến thành nước mà hắn thì lõm vào. Trong quá trình này, Lăng Hàn không phải là không có nghĩ tới tiến vào hắc tháp, dù sao kết quả khó rõ a. À. Tuy cho tới nay Trầm Uyên Cốc đều là đại danh từ cơ duyên, nhưng mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trước đây Lăng Hàn tiến vào di tích cổ, lần nào đặt ở trước đây không phải đều là cơ duyên. Nhưng chờ hắn đi vào cơ duyên đều sẽ nương theo tai nạn. Tỷ như ma thiên bí cảnh, chạy ra một tu la ma đế, trong thiên hải bí cảnh có chân nhất ma chủ, trong hoàng tuyền bí cảnh suýt chút nữa bị vô tương thánh nhân hãm hại, hắn luôn có thể gặp phải sự tình hố người như vậy a. À. Bởi vậy, lần này hắn cũng không dám khinh thường, trước chưa từng có người nào đang lâm qua bước cuối cùng, hắn không thể không phòng bị. Cũng còn tốt hắn chỉ là không ngừng chìm xuống, không có cảm giác nguy hiểm kéo tới. Khi đầu của hắn cũng bị nhấn chìm, liền xuất hiện ở một địa phương cổ quái nơi này sao nằm dày đặc nhưng tuyệt đối không phải chân thực đưa tay là có thể chạm tới lại xa cuối chân trời hắn chân đạp hư không rồi lại như ở thực địa không có cảm giác trống rỗng trong phù thạch màu vàng lại tự thành không gian lang hàn cất bước nhưng đi tới đi lui đều giống nhau bốn phía tất cả đều là cảnh tượng như vậy chỉ là hư không chỉ là sao lốm đốm đầy trời cơ duyên đâu này lang hàn mở miệng nói có ai không câu nói này hô lên ngay cả chính hắn cũng muốn cười có nhưng vào lúc này lại có người đáp lại trong lòng lăng hàn không khỏi dùng mình trầm giọng nói ai một người đã sớm chết rất nhiều năm thanh âm kia nói ha ha lăng hàn không có dễ tin thời đại này người chết rất lâu lại bò lên nhiều lắm hắn nói tiền bối xưng hô như thế nào ta sao thanh âm kia dừng một chút mới nói ta tên hồ vũ tính ra hẳn là cô hồn giã quỷ hơn ngàn triệu năm trước tiền bối mời tại hạ tiến vào nơi này là có mục đích gì Lăng Hàn hỏi, cho ngươi một cơ duyên lớn. Hồ Vũ nói, Lăng Hàn không hề bị lay động, lạnh nhạt nói. Xin hỏi là cơ duyên gì? Tiểu tử, ngươi có biết, trên thần giới còn có một thế giới tầng thứ càng cao hơn không? Hồ Vũ hỏi ngược lại, trong lòng Lăng Hàn khẽ động, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cô hồn giã quỷ này cũng đến từ tiên vực? Cái này vô cùng có khả năng, bởi vì ngay cả tinh sa đại thánh cũng không làm gì được nơi này, đủ để chứng minh hắn ít nhất phải có thực lực của thánh vương. Trên thánh vương, chính là chảm chân, chỉ có tiên vực mới có thể sinh ra cường giả như vậy. Tiên vực, Lăng Hàn nhẹ giọng nói, ô, ngươi biết tiên vực tồn tại, lẽ nào ngươi là chủng tộc bị lưu vong? Hồ Vũ cũng lấy làm kinh hãi, không nhịn được nói. Chủng tộc bị lưu vong, thượng cổ thiên tộc là chủng tộc bị lưu vong, vô diện tộc, cửu xa tộc, lực lượng huyết thống đều vô cùng mạnh mẽ. Mà Đinh Bình, cửu yêu cũng có khả năng là thượng cổ thiên tộc, cổ đạo nhất càng không cần phải nói, chân chính nói đến, hắn là nhân vật lão tổ của thượng cổ thiên tộc, là đời thứ nhất. Nhưng chủng tộc huyết mạch mạnh mẽ như vậy, lại bị tiên vực lưu vong. lang Hàn không đáp, kỳ thực hắn hiểu thượng cổ thiên tộc rất ít, đối với tiên vực cũng đồng dạng không nhiều, đương nhiên là ít nói tốt hơn, nói nhiều tất sẽ nói sai. Hồ Vũ cũng không dây dưa chuyện này, nếu ngươi cũng biết tiên vực tồn tại, vậy có thể bớt đi ta một ít môi lưỡi. Ta có thể cho ngươi bí bảo của tiên vực, còn có pháp môn của tiên vực, mà đối ứng, ngươi phải thay ta giết mấy người. Giết người nào? Lăng Hàn hỏi, ngươi nói rõ ra một chút, ta không có thói quen làm sát kẻ vô tội, nếu không có lý do phải giết, ta tình nguyện không muốn truyền thừa gì. Trên thực tế, hắc tháp chính là bí bảo mạnh mẽ nhất tiên vực. À, có lẽ một trong A, vì lẽ đó Lăng Hàn đối với cái gọi là tiên vực chi bảo không quá tham lam, sẽ quên bản tâm của mình, vượt qua giới hạn của mình. chương 1556, Cửu Thiên Hỏa Thượng Ha 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 ha, hồ vũ cười to, rất tốt rất tốt, ta yêu thích người có nguyên tắc. Đã như vậy, ta liền nói với người một cố sự. Hắn dừng một chút, sau đó mới nói, ta chính là tộc nhân cuối cùng của Hồ Gia. Mười tỷ năm trước, thời gian cụ thể đã không thể hỏi. Tiên vực phát sinh một hồi náo động lớn, vô số thế lực, bao quát thế lực đỉnh cấp cũng gặp phải tai ương ngập đầu, bị dồn dập lưu vong ra tiên vực. Hồ Gia ta ở tiên vực không coi là thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng có thể được cho là oai phong một phương, có lão tổ trảm trần cảnh, mà bộ tộc ta đã từng được một bí bảo, nhưng vô số năm qua từ đầu đến cuối không có phát hiện công dụng của món bảo vật này. Ở trong náo động lớn, hồ gia ta bo bo giữ mình, cũng không có tham dự vào, nhưng có một gia tộc. Thanh âm của hồ vũ đột nhiên lạnh lẽo, thật giống như nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ác ý hãm hại, phù tội hồ gia ta chính là một phương giúp đỡ náo loạn, kết quả, có cường giả vô thượng giáng lâm, diệt hồ gia ta. Gia tộc kia muốn, chính là bí bảo của bộ tộc ta, bọn họ vốn là bạn tri kỷ của Hồ gia, nhưng ở thời điểm không kịp đề phòng chuẩn bị lại chọc chúng ta một đao. Ta bởi vì ra ngoài rèn luyện, may mắn tránh được một kiếp. Sau khi nhận được tin tức, ta trở lại tổ địa, lấy ra trí bảo này. Gia tộc kia tuy tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện tâm tích của bí bảo. Nhưng bọn họ vẫn đang giám sát, sau khi phát hiện ta xuất hiện, liền nhìn chằm chằm ta, đồng thời một đường truy sát. Ta mang theo trí bảo chạy ra tiên vực nhưng ở dưới sự đuổi giết vẫn bị trọng thương, mất mạng. Thế nhưng, một tia tàn hồn của ta lại cùng bí bảo dung hợp, thẳng đến lúc này, ta mới biết phải làm sao sử dụng món trí bảo này, đáng tiếc. Đã quá chậm, ở dưới sự giúp đỡ của trí bảo, một tia tàn hồn của ta bất diệt, vượt qua một đời lại một đời, vì chính là tìm kiếm một tuyệt thế thiên kiêu, ngày sau đánh vào tiên vực, rửa oan cho hồ gia ta, báo huyết hải thâm cừu. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn sắc nhọn, tràn ngập phẫn nộ vô tận. Ngẫm lại, xác thực đủ thảm a." À. Lam Hàn trầm ngâm nói, dựa theo thuyết pháp ấy, Trầm Uyên cốc này kỳ thực hẳn là Trầm Oan cốc a. "Xác thực như vậy," Hồ Vũ nói, "ta chỉ có thể có hạn độ mà vận chuyển bí bảo, thay đổi thiên địa đại thế của nơi đây, hấp dẫn từng đời thiên kiêu tới, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện một ứng cử viên để ta thỏa mãn. Ta cũng không cần ngươi đi chém giết hết thảy kẻ thù của Hồ gia, chỉ cần kẻ cầm đầu trả giá thật lớn liền được. Ngươi hướng thiên địa đại đạo tuyên thệ, tất hoàn thành nhiệm vụ này ta liền truyền tuyệt học cùng với bí bảo của hồ gia này cho ngươi nếu đúng như tiền bối nói vậy ngày khác tại hạ tiến vào tiên vực có đủ thực lực định không phụ nhờ vả lăng hàn giơ tay lên phát ra đạo thề cảnh giới của võ giả càng cao đạo thề liền càng không thể nói loạn bởi vì cường giả như vậy đã có thể xúc động quy tắc thiên địa giống như có một đôi mắt ở trên trời cao nhìn chằm chằm được hồ vũ cười to phảng phất như đã thấy kẻ thù ở trước mắt biến thành cho bụi Tử địch của Hồ Gia ta, chính là tiên vực Thương Nguyệt Thành Đinh Gia. Hồ Vũ nói, nghiến răng nghiến lợi, mang theo căm hận. Cái gì, Đinh Gia? Trong lòng Lăng Hàn run lên, lẽ nào là Đinh Gia của Đinh Diệu Long, Đinh Tử chân? Hắn chưa kịp hỏi, Hồ Vũ đã thuyên truyền lực lượng của bí bảo này, truyền vào trong cơ thể hắn. Đây là cửu thiên hỏa, niêm phong ở trong tảng đá màu vàng này, ngoại lực không thể phá, chính là Hồ Gia ta chiếm được ở một di tích thượng cổ. Thần giới có 100 loại bản nguyên chi hỏa, nhưng đẩy về căn bản, đều đến từ chín loại hỏa diễm của tiên vực, được gọi là cửu đại tổ hỏa, diễn hóa ra hết thảy hỏa diễm của thế gian. Cửu thiên hỏa chính là một loại trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là ấu hỏa của cửu thiên diễm, chỉ vừa sinh ra, không có uy năng quá đáng sợ, bị thượng cổ đại năng phong ấn vào khối thái dương thạch này. Hiện tại ta luyện vào trong cơ thể ngươi, khi ngươi triệt để luyện hóa đoàn ấu hỏa này, trở thành bản mệnh chi hỏa của ngươi, ngày sau cửu thiên hỏa trưởng thành thành tổ hỏa, ngươi đem nắm giữ uy năng không cách nào tưởng tượng đáng tiếc ta chỉ có chết rồi. Tàn hồn tiến vào khối Thái Dương Thạch này mới hiểu tất cả. Toàn bộ tinh thần chú ý mà phối hợp ta, Cửu Thiên Hỏa là tổ hỏa, cho dù hiện tại vẫn còn ở giai đoạn ấu hỏa, còn có Thái Dương Thạch phong ấn vẫn nắm giữ huy năng vô cùng mạnh mẽ, hơi bất cần một chút người sẽ bị luyện thành cho. Đề Hồ Vũ còn đang nói nhưng đột nhiên chấn kinh đến phát lời thô tục, không có cách nào a à, thực sự quá kinh người. Cửu Thiên Hỏa bị lăng hàn ung dung không vội hấp thu luyện hóa hóa thành bộ phận trong sinh mệnh bản nguyên, một khối đại biểu cho hỏa. Đây cũng quá đơn giản, quá thuận lợi đi. Ở Hồ Vũ xem ra, muốn cho Lăng Hàn thuận lợi luyện hóa Cửu Thiên Hỏa, vậy ít nhất cũng phải trăm vạn năm, đây chính là tổ hỏa, đặt ở tiên vực cũng bị đại nhân vật cướp phá đầu, nhưng hiện tại làm sao dịu ngoan như vậy? Nhưng hắn làm sao biết? Lăng Hàn không biết ở trong hắc tháp lấy tiền diễm rèn thể bao nhiêu lần, có thể làm được dục hỏa trùng sinh, người cho hắn tiền diễm luyện hóa, cho dù là tổ hỏa cấp độ cao nhất nhưng trên thực tế hiện tại uy lực là kém xa tít tắp tiên hoàng hỏa diễm, với lăng hàn mà nói có khó gì. Ở bên ngoài thân lăng hàn, có vô số thần văn hiện lên, trình độ phức tạp vượt qua bất kỳ pháp môn nào hắn nắm giữ ở dĩ vãng. Cái này không phải thần văn, mà là tiên ấn, oanh, trong cơ thể lăng hàn dâng trào ra liệt diễm, hóa thành từng con tiên hoàng, ở dưới sự kích thích của tổ hỏa, hắn nắm giữ dục hỏa trùng sinh đang nhanh chân đi tới. Trước hắn chỉ có thể dục hỏa trùng sinh một lần, sau đó cần rất nhiều thời gian đến khôi phục lực lượng bổn nguyên mới có thể trọng sinh lần thứ hai, nhưng theo hắn hiện tại tăng nhanh như gió, có thể để cho hắn liên tục hai lần dục hỏa trùng sinh, thậm chí ba lần. Đương nhiên, hiện tại còn sớm chút, hắn đang tiến lên ở trên con đường liên tục hai lần dục hỏa trùng sinh, chỉ là có phương hướng. Chương 1557, Cửu Thiên Hỏa Hạ. Ta gặp phải quái thai sao? Hồ Vũ lẩm bẩm, tư chất như vậy đặt ở tiên vực cũng có thể xếp vào hàng đầu, thông thường đều là thánh tử thánh nữ của đại giáo đỉnh cấp, hắn lấy ra hết thảy gia sản của hồ gia, người ta cũng chưa chắc sẽ nhìn một chút. Tất nhiên, này là không lộ ra cửu thiên hỏa, nhưng ở thần giới lạc hậu, lại nhô ra một thiên tài có thể so với thánh tử, thánh nữ, điều này làm cho hắn sợ, cũng vui vẻ hỏng rồi. Hồ gia đại thù, có thể báo, trên thực tế, hắn vốn rất chờ mong ở cổ đạo nhất, đây là tiên thai, tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài nào của tiên vực, nhưng đáng tiếc, cổ đạo nhất lại không thể giết tới. Hiện tại, hắn lại kinh hỉ lăng hàn không kém hơn cổ đạo nhất thậm chí cao hơn ngươi một bên luyện hóa cửu thiên hỏa ta một bên truyền cho ngươi hồ gia tuyệt học ấn vào thức hải của ngươi ngày sau ngươi chỉ cần chậm rãi thể ngộ liền có thể hắn vui vẻ nói việc báo thù không thể gấp bày mưu cẩn thận rồi mới hành động đinh gia ở tiên vực tuy không coi là đại gia tộc chỉ có trảm trần cảnh lão tổ nhưng tiên phàm cách biệt cho dù là thiên kiêu vô thượng cũng khó có thể chém xuống huống chi đinh gia có cường giả tứ trảm cực kỳ đáng sợ hắn thật giống như sợ lăng hàn không hiểu giải thích tiên phàm không giống muốn bước vào tiên cấp nhất định phải chặt đứt phàm trần một đao chém trời một đao chém địa một đao chém tình một đao chém duyên từ đây tự thành một thể ta tức là thiên địa chảm một đao chính là tiểu cực vị lại xương nhất chảm lão tổ đinh ra có tứ chảm lão tổ là chảm trần đại viên mãn chính là quái vật tu luyện không biết mấy trăm triệu năm trước khi không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối không thể bộc lộ thân phân bằng không rất nguy hiểm Lăng Hàn miệng không thể mở, trong óc lại đầy giấy các loại bí pháp phù văn, ngay cả thần thức truyền âm cũng không được, chỉ có thể bị động lắng nghe. Đại diễn công, cực giả chi ám, thương vũ tẩy trần kiếm, bi minh nguyên long phá, tuế nguyệt như ca, vô số bí pháp bay lộn ở trong thức hải Lăng Hàn, nhưng không phải là mỗi một môn đều đạt đến tiên cấp. Hồ gia cùng đinh gia cấp độ tương đương, đều là cấp bậc chảm trần, bởi vậy chỉ có mấy môn công pháp bước vào tiên cấp, cái khác đều chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh nhưng có một môn tiên thuật cũng để Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, càng khẳng định đinh gia kia là đinh gia của đinh tử chân, đinh Diệu Long. Tuế Nguyệt Như Ca, không phải Tuế Nguyệt Thiên Thu, nhưng giữa hai người có liên hệ mật thiết, từng viên phù văn để Lăng Hàn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, tự giác tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, chỉ cần trăm năm thời gian bình thường liền có thể hiểu được. Uy lực này càng mạnh hơn, Tuế Nguyệt Thiên Thu chỉ có hiệu quả lão hóa, nhưng Tuế Nguyệt Như Ca còn có thể nghịch đẩy thời gian, nhìn thấy chuyện đã xảy ra, thậm chí nghiên cứu tương lai. Đây mới là tiên thuật hoàn chỉnh, đinh Gia hẳn là tiêu diệt hồ gia, được một bộ phận truyền thừa, cuối cùng biến thành truyền thừa thuộc về huyết mạch của đinh gia. Tuế Nguyệt Thiên Thu, bởi vậy có thể thấy được, niên đại đinh tử chân ngã xuống cách xa hồ gia bị diệt. Tiên pháp mạnh mẽ có thể hòa vào huyết mạch, đời đời kế thừa, bây giờ, hồ gia đã tuyệt diệt, Tuế Nguyệt như ca ngược lại thành tuyệt học của đinh gia, thật là khiến người ta thổn thức. Cửu thiên hỏa cắm dễ ở trong cơ thể lăng hàn, thành bản mệnh chi hỏa của hắn, mà trong quá trình này, Tu vi của hắn cũng một cách tự nhiên tăng lên, này là vì cấp độ của tổ hỏa quá cao, cho dù chỉ cùng lăng hàn dung hợp mà thôi, liền mang cho hắn chỗ tốt vô tận. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đang tắm thiên địa phúc vận. Này trên thực tế là Thái Dương Thạch phát ra, bảo vật của tiên vực, cho dù chỉ lưu chuyển ra một chút xíu lực lượng, cũng có thể làm cho võ giả của thần giới thoát thai hoán cốt, ở trên bản chất được tăng lên kinh người. Đã nửa tháng, sao còn chưa kết thúc? Dĩ vãng nhiều nhất 10 ngày liền kết thúc. Lẽ nào là bởi vì có người leo lên phù thạch màu vàng? Những người kia kiếm lời chết mất, kha kha, có mấy người cũng thiệt thòi chết mất, người thiệt thòi chết bao quát tử thần phong, lòng hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị cùng vương giả cấp 3, ngược lại là cổ đạo nhất bởi vì vẫn bị loạn tinh nữ hoàng cuốn lấy, hiện tại được thiên địa phúc vận, tiên thai càng thêm thần diệu, thật giống như muốn cưỡi gió bay đi, trực tiếp phi thăng tiên vực. Một tháng, ba tháng, nửa năm, cái này vẫn đang kéo dài, thậm chí đã kinh động một vị thánh nhân, tự mình lại đây kiểm tra, phát hiện mọi người xác thực đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, lúc này mới rời đi. Một năm, ba năm, năm năm, thời gian lặng yên trôi qua, đại bộ phận người đã rời đi, nhưng kinh hãi không có biến mất, lần này thiên địa phúc vận quá kinh người, chỉ cần là người lên tới giai đoạn thứ hai, ngày sau tất sẽ nhất phi trùng thiên. Bọn họ cũng như vậy, lăng hẳn thì sao? Mười năm trôi qua, người là sinh linh rất dễ quên, cho dù lúc trước chuyện xảy ra trong trầm uyên cốc đã kinh động một vị thánh nhân, nhưng 10 năm trôi qua, lại để rất nhiều người tập mãi thành quen, không đi quan tâm nữa. Người khi đó bước vào giai đoạn thứ hai đều tắm rửa ở dưới thần quang, tăng lên thể chất, thể hiện trực quan nhất là thể phách, mỗi người đều có một tầng ánh sáng đang nhấp nháy. Như vậy có khả năng tu thành thái dương thể trong truyền thuyết, thời điểm chiến đấu ánh sáng chói mắt, không chỉ ảnh hưởng thị giác của đối thủ, ngay cả thần thức cũng có thể lừa dối, có thể nói là thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Ngày kia thể chất thành, sẽ không ảnh hưởng huyết mạch cùng thể chất nguyên bản, có thể coi như tu nhiều một môn thần thông, đối với mỗi người mà nói đều là tăng lên to lớn, duy có một người ngoại lệ. Cổ đạo nhất, bởi vì đời thứ nhất hắn tu ra thần thông tên Quang Diệu Thiên Hạ, cùng Thái Dương thể có hiệu quả như nhau, tuy hai người hợp nhất, có thể để thần thông của hắn tăng lên một ít uy lực, nhưng so với những người khác từ không đến có, trực tiếp hình thành một môn thần thông mới, tranh lệch này liền lớn. Hắn không thể tính thiệt thòi, chỉ có thể nói tăng lên quá nhỏ. Vù, trong chớp mắt, ánh sáng bao phủ trong cốc trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều từ trong tham mộ mở hai mắt ra. Thiên địa phúc phận kết thúc, chương 1558, song trọng thiên kiếp. Ta thật giống nắm giữ một môn thần thông ghê gớm, T, ta từ trung cực vị sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Ta cũng vậy, đại cực vị trung kỳ thẳng tiến đến hậu kỳ. Thể chất của ta có tiến bộ, thật giống như hấp thu linh khí, cảm ứng thiên địa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, tràn ngập kinh hỉ, 10 năm thiên địa phúc vận ra thân, để bọn họ đều có tiến bộ kinh người. Cổ đạo nhất đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó lập tức sát khí lưu chuyển hắn nhìn về phía phủ thạch màu vàng giữa bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy tức muốn chết, thứ nhất tiên thai của hắn quả thật có chút tăng lên, nhưng không nổi bật, có thêm một thái dương thể đối với hắn không ảnh hưởng. Thứ hai, hắn vốn là đạt đến tinh thần cực cảnh đỉnh cao, đã gặp phải bình cảnh, trừ khi đột phá hằng hà cảnh, nếu không khó có tiến bộ. Nếu như người khác được chỗ tốt là 10, vậy hắn nhiều lắm được một, càng ghê tởm chính là lăng hàn có khả năng được một trăm, hắn sát khí sôi trào, mặc kệ lăng hàn được chỗ tốt gì, hắn cũng muốn cướp đoạt đại khí vận này là thuộc về hắn. ầm, um, hắn bay người lên, lúc này trầm uyên cốc đã khôi phục bình thường, hắn tự nhiên có thể phi hành, khoảng cách ngàn trượng ở trong mắt hắn tính là gì, chỉ nhảy lên liền đến. hắn ra tay, một trường đập tới kim thạch, lúc đó hắn nhìn thấy lăng hàn đi vào trong kim thạch, tin tưởng hiện tại còn chưa rời đi hắn oanh kích một trường, đối phương lại không có phòng bị, có thể trọng thương, thậm chí giết chết. Bởi vì hiện tại hắn không phải tinh thần cảnh tiểu cực vị, mà đã khôi phục tu vi bình thường. Cực cảnh đỉnh cao, ngay cả hàng hà cảnh tiểu cực vị cũng có thể xóa bỏ. Dám, loạn tinh nữ hoàng ra tay, dừng tay, vũ hoàng ra tay, dám bất kính với sư phụ của ta, đinh bình, cửu yêu ra tay. Tự nhiên, vô tường thánh nhân, thiên phượng thần nữ tuy không nói gì, nhưng dồn dập ra tay, đánh tới cổ đạo nhất một bầy kiến hôi cũng có thể ngăn trở ta. Cổ đạo nhất cười gần, hiện tại hắn khôi phục thực lực đỉnh cao, lại thêm tiên thai, thần thông thập thế, trong tinh thần cảnh ai có thể ngăn trở hắn. Hắn chỉ nhấn tay trái xuống một cái, đón đánh công kích của tất cả mọi người, tay phải tiếp tục vỗ tới kim thạch. Một người độc chiến bảy đại vương giả, hào khí ngất trời. Oanh, trường lực của cổ đạo nhất đầu tiên vỗ vào phù thạch màu vàng, bùng nổ ra một tiếng vang kinh thiên động địa, tảng đá lớn này nát tan, hóa thành hàng trăm triệu mảnh vụn thậm chí nhỏ đến ngay cả mắt thường cũng không thể bắt giữ ngay sau đó đám người loạn tinh nữ hoàng công kích cũng dồn dập đánh tới nhưng tay trái của cổ đạo nhất hóa thành một ma trưởng màu đen to lớn cản lại toàn bộ công kích kéo tới nhưng hắn khẽ nhíu mày giơ tay lên nhìn bàn tay nứt ba khe hở một đạo là bị loạn tinh nữ hoàng đánh ra một đạo là vũ hoàng cuối cùng là của vô tương thánh nhân hắn không khỏi kinh ngạc lại có ba người có thể thương tổn được mình coi thường a à, những người khác càng khiếp sợ Bảy đại vương giả ra tay, trong đó có vương giả sát thủ, quyền ma, lại chỉ nổ đến bàn tay của Cổ đạo nhất chảy chút máu. Cổ đạo nhất thực sự là mạnh mẽ, không thể là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ. Nhưng không ít người nhìn về phía phù thạch màu vàng, bên trong ngạo nhiên đứng thẳng một người. Lang Hàn, Cổ đạo nhất đánh nát Thái Dương thạch sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, đừng nói hắn hiện tại chỉ là tinh thần cực cảnh, dù khôi phục lại trạng thái tốt nhất ngày xưa cũng không thể nổ nát bằng không hồ ra không phải sớm mấy trăm ước năm trước lấy được cửu thiên hỏa rồi sao? Sở dĩ thái dương thạch này trở nên giòn như vậy là bởi vì tinh hoa đã trôi qua sạch sẽ, chính là một tảng đá bình thường, vậy tự nhiên yếu đuối không thể tả, một đòn tức nát. Lăng Hàn nhắm hai mắt, trong thức hải của hắn đầy dẫy tin tức khổng lồ, không có ngay lập tức phục hồi tinh thần lại. Cửu thiên hỏa đã gieo xuống, thành bản nguyên của hắn, tuy hiện tại vẫn là ấu hỏa, nhưng sẽ theo thực lực của hắn cùng một chỗ tăng lên, đến thời điểm đó ngay cả tiên vương cũng thay đổi sắc mặt, xoảng, sấm sét giữa trời quang, mây đen cuồn cuộn, chấp giật trắng lóa ở trong tầng mây đan dệt, tầng mây tối om, tia điện to mấy trăm trượng, không ai không run rẩy. Đây là muốn diệt thế sao, làm sao đáng sợ như thế? Tất cả mọi người lắc đầu, tuy trong cốc có không ít người tăng lên tu vi, nhưng cũng không có vượt qua một cảnh giới nhỏ, đây là bình cảnh, phải tự mình lĩnh ngộ mới có thể được, bởi vậy, cái này không phải thiên kiếp của bọn họ. Bọn họ đều rất tò mò, đây là người nào muốn độ thiên kiếp cũng quá khủng bố đi cổ đạo nhất còn muốn ra tay nhưng mạnh mẽ ngừng lại hắn phát hiện đây là thiên kiếp của lăng hàn cái kiếp này thật đáng sợ ngay cả hắn cũng khiếp đảm nếu nhúng tay có khả năng chết đi cực cao hắn phi thường khiếp sợ làm sao có khả năng có thiên kiếp khủng bố như thế lăng hàn không hề thấy quái lạ bởi vì hiện tại hắn đã là cực cảnh đỉnh cao đây là song trọng thiên kiếp tự nhiên uy lực vượt xa bình thường tại sao không phải một tầng một tầng mà đến, ở trong thái dương thạch, ngăn cách thiên địa cảm ứng. Tảng đá tầm thường đương nhiên không thể nào làm được, nhưng đây là tiên thạch, cấp độ cao hơn thần giới quá nhiều, bởi vậy, che đậy thiên cơ cũng không phải không thể. Soảng, thiên kiếp cấp tốc hình thành, một đạo chất giật to đến trăm trượng, dài đến vạn trượng bổ xuống, đánh thẳng đỉnh đầu của lăng hàn. Song trọng thiên kiếp, cái này không phải là một cộng một bằng hai, mà là tăng lên gấp 10 lần. Đùng, mọi người thấy được, chỉ một đạo mà thôi lăng hàn liền tan xương nát thịt vậy liền chết tuy thiên kiếp xác thực rất mạnh nhưng một đạo liền xong ngay cả dãy ruộng cũng không có này cũng quá phế vật đi nhưng cổ đạo nhất biểu hiện càng nghiêm nghị hắn là tiên thai cho dù ở bên trong thiên kiếp cũng có thể cảm ứng được lăng hàn không chết khí tức vẫn còn ở đó đối phương là chủ động sụp đổ thân thể tiếp thu thiên kiếp rèn luyện cái quái vật này chính như cổ đạo nhất suy nghĩ lăng hàn cũng không phải không thể đối kháng thiên kiếp mà là chủ động đổ nát thân thể, ở trong thiên kiếp rèn luyện, đem thể phách thẳng tiến đến cấp độ mạnh hơn. Lần này, hắn có chút vất vả, dù sao cũng là song trọng thiên kiếp a, chương 1559, tình thế chắc chắn phải chết. Những người khác qua thiên kiếp bình thường đều muốn chết muốn sống, trong 10 người có 7, 8 cái sẽ chết, Lăng Hàn muốn qua là song trọng thiên kiếp, uy lực ở trên cơ sở cực cảnh đỉnh cao tăng lên gấp 10 lần. Cổ đạo nhất rất muốn ra tay, lúc này Lăng Hàn ngay cả thân thể cũng sụp đổ nếu như hắn hạ thủ mà nói, vậy Lăng Hàn khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng vấn đề là, thiên kiếp như vậy ngay cả hắn cũng sợ, rất có khả năng chơi chết mình a à. Giết một con run dế, lại để cho mình liều lĩnh nguy hiểm chết đi. Hắn lắc lắc đầu, không đáng. Hắn có lòng tin, chờ Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp, hắn có thể chém giết đối phương như thường. Bởi vì hắn là cổ đạo nhất, táng chín thế thân tu ra 10 đời tiên thai, nhất định vô địch. Hắn đưa mắt tìm về phía loạn tinh nữ hoàng. Đây là một người tu luyện cử tử thiên công, nếu như hắn có thể luyện hóa đạo quả của đối phương, tiên thai của hắn chắc chắn tiến thêm một bước, ngay cả những thánh tử thánh nữ ở tiên vực cũng không sánh nổi. Loạn tinh nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, thả người giết tới. Dám to gan tập kích ái lang của nàng, cho dù không có cử tử thiên công, nàng cũng phải lột ra chóc thịt cổ đạo nhất, giết tới một trăm lần. Tự tìm đường chết, cổ đạo nhất cũng hừ lạnh, dưới trạng thái toàn thịnh, trong cùng cấp ai có thể cùng hắn ngang hàng. Giết, hắn nghênh tiếp về phía loạn tinh nữ hoàng, hai người lần thứ hai triển khai đối đầu kịch liệt. Lần này càng thêm hung hiểm, bọn họ đều khôi phục thực lực nên có, cực cảnh đỉnh cao A, lực lượng có thể so với hàng hà cảnh tiểu cực vị, lại thêm bọn họ yêu nghiệt, ngay cả tiểu cực vị sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng có thể chém xuống. Chiến đấu như vậy, tuyệt đại bộ phận người là ngay cả tư cách ở gần quan chiến cũng không có, không thể không lùi đến rất xa, bằng không một đạo dư âm lay qua, bọn họ không chết cũng bị trọng thương. Bọn người Vũ Hoàng không có tham chiến, bọn họ khinh thường liên thủ đi chiến một đối thủ cung cấp. Không lâu lắm, càng nhiều vương giả bước đến, Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma. Lúc trước bọn họ tập thể ngã nhào, hiện tại nhận được tin tức, tự nhiên đến xem, chỉ ít cũng biết mọi người là được cơ duyên gì. Đại Hắc Cầu cũng tới, người đứng thẳng, nhưng dáng dấp hiện tại của nó thật khiến người chố mắt, bởi vì trên cái mông của nó lại có một cái quần lót bằng thiết. Hiển nhiên, Lúc trước Tiểu Dây Dây bị tóm để nó lưu lại bóng ma sâu sắc, hiện tại có một cái quần lót vô địch bảo vệ, tin tưởng Tiểu Dây Dây có thể an toàn. Nó chắp hai chân trước ở sau lưng, ra dáng đi tới, lại thêm một cái quần lót thiết, dáng dấp kia khôi hài ra sao. Rất nhiều người ở trong cốc 10 năm này đều đang bế quan, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đại Hắc Cẩu, không khỏi phốc phốc bật cười, đây cũng quá dụ dỗ đi. Ai đang cười, ai đang cười, đi ra cho Cẩu ra. Đại Hắc Cẩu lập tức trở mặt duỗi ra vuốt chó chỉ đi ha 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 chỉ là bởi vậy càng gợi ra nhiều tiếng cười to hơn có mấy người cười đến eo không thẳng lên được có chút thì nước mắt chảy ra chỉ cảm thấy đại hắc cầu này quá không có thiết tháo gâu cầu ra phải cắn cái mông của các ngươi thành ba mảnh đại hắc cầu thẹn quá thành giận giết tới tình cảnh nhất thời loạn thành một đoàn lăng hàn độ kiếp loạn tinh nữ hoàng cùng cổ đạo nhất hắc chiến đại hắc cầu hóa thân chó điên nhắm người liền cắn làm cho hiện trường loạn tung lên Lăng Hàn tự vỡ thần cốt, ở trong thiên kiếp tẩy luyện, nhưng lần này thật là có chút khó khăn, thiên kiếp một đạo lợi hại hơn một đạo, bộ dáng kia là quyết tâm muốn đánh giết hắn. Thiên địa không thể lừa gạt, người thăng liền hai cảnh giới nhỏ mới đi ra độ thiên kiếp, đây là lừa dối thiên địa, tự nhiên phải chịu thiên địa trừng phạt. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hơn nữa thời gian không chỉ hơn nửa ngày, thậm chí sau một ngày cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Lăng Hàn cảm giác được không ổn, mới đầu hắn chỉ có chút vất vả, nhưng vẫn có thể đối phó, nhưng thiên kiếp là càng sau càng mạnh hơn trước, người nửa ngày thì thôi, một ngày ta cũng nhịn, dù sao cũng là hai lần cùng một chỗ đến, nhưng một ngày còn chưa kết thúc, uy lực còn đang tăng lên, đây là ý gì? Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, ngừng tụ chân thân, bắt đầu toàn lực đối kháng thiên kiếp. Không có đi rèn luyện nữa, bởi vì thể phách của hắn đã đạt đến thần thiết cấp 13, đây là cảnh giới cực hạn trước mắt của hắn, lại thêm thiên kiếp càng ngày càng đáng sợ, hắn cũng cần ở dưới trạng thái toàn thịnh tới đón đỡ. Hí, người xung quanh kinh ngạc đến ngây người, ai từng gặp thiên kiếp kéo dài như thế. Nửa ngày thiên kiếp liền có thể làm cho đại bộ phận người đổ kiếp nuốt hận, một ngày căn bản là không thể tưởng tượng, nhưng thiên kiếp của Lăng Hàn lại vượt qua một ngày, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng nếu có thể vượt kiếp không chết, vậy người này tương lai không thể đo lường. Có lão giả làm ra bình luận, làm trời xanh tức giận, hạ xuống lôi phạt mạnh nhất, còn có thể ngoan cường vượt qua, điều này đại biểu số mệnh cực kỳ to lớn. Đồ chơi số mệnh này sờ không được không nhìn thấy, nhưng mà bất cứ người nào cũng không thể lơ là, tầm quan trọng thậm chí ngự trị trên tất cả. Bởi vì ngươi gặp vận may lớn, trực tiếp một đan thành tiên, vậy có thể ném bao nhiêu vương giả thiên tài ra phía sau. Lăng Hàn càng ngày càng gian nan, uy lực của thiên kiếp đã sớm vượt qua hàng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, nửa ngày liền đạt đến trung cực vị, sau một ngày đạt đến đại cực vị, hiện tại càng thẳng tiến về phía đại cực vị hậu kỳ. Trên lý thuyết mà nói, đây là đại sát kiếp ngay cả tinh thần cực cảnh đỉnh cao cũng có thể dễ dàng chém xuống. Lăng Hàn Há có thể không khó khăn, hắn ra sức đối kháng, tuyệt chiêu ra hết, dùng nhiều nhất đương nhiên là tuế nguyệt thiên thu, cái này có thể tan giã công kích, mặc dù đối với thiên kiếp không phải quá hữu hiệu, nhưng có thể hóa đi một chút liền tốt. Lăng Hàn liều mạng vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy công pháp mạnh nhất tiên vực này bảo đảm bất diệt thiên kinh ở phương diện công kích chưa từng có uy lực quá mạnh mẽ, nhưng nói đến phòng ngự, chỉ ít hiện tại vẫn không có một môn công pháp nào có thể sánh bằng. Lăng Hàn bị nổ đến máu tươi tung tóe, thậm chí thần cốt cấp 13 cũng lảo đà lảo đảo, nhưng cả người hắn có một vệt kim quang bao phủ, để hắn cấp tốc phục hồi thương thế như cũ.